Kiếm lai like tập 15, Nghinh Xuân ấn chúc các bạn xem video vui vẻ. Về phần ngọn núi không biết tên có chảm long đài, Trần Bình An đã triệt đề từ bỏ hy vọng, tự nói với bản thân là không thể dính vào. Cho dù hiện giờ vẫn chưa có người biết đấy, trước mắt có cơ hội tốt như vậy, nhưng Trần Bình An cũng tuyệt đối sẽ không mua. Trấn nhỏ hiện giờ nhiều khách bát phương, không còn là ly châu tiểu động thiên gì đó niêm phong với bên ngoài nữa. Sơn đạo mấy trăm dặm ngay cả tự Trần Bình An cũng có thể đi được, sau này có thể cản được bước chân của ai chứ? huống chi là những thần tiên chân dẫm trường kiếm bay tới bay lùi đó có điều trước khi bỏ tiền mua núi chân bình an định vào núi thêm một chuyến lập tức bỏ ra nhiều tiền như vậy trước đó lại không biết mình mua gì cho dù biết rõ là sinh ý một vốn bốn lời chân bình an vẫn cảm thấy cả người khó chịu đây kỳ thật cũng là do chịu khổ quen rồi Chân bình an hiện giờ có 8 viên đá mật sắn chưa phai màu còn lại phân biệt giấu ở nhà mình và nhà lưu tiện dương số lượng không ít không biết có phải là nguyên do thoát vây tránh được một kiếp ở suối nhỏ hay không Tuy rằng độ trơn nhẫn và màu sắc đều giảm bớt trên trình độ khác nhau, nhìn thì không còn bắt mắt như lúc vừa lấy ra khỏi nước, hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn mang theo chút linh khí. Loại cảm giác không thể nói rõ này, giống như Trần Bình An đầu tiên bắt nhìn thấy cố sán ở ngõ Liên Bình, hoặc là Lý Bảo Bình ở phố Phúc Lộc, liền cảm thấy khẳng định là đứa trẻ thông minh lanh lợi vậy. Trần Bình An cất ba gói tiền đồng kim tinh đo, bỏ lại vào lọ, vừa nghĩ tới phải xin phép Nguyễn Sư Phó để vào núi, Trần Bình An lại thấy đau cả đầu, diêu lão đầu như vậy, Nguyễn Sư Phó cũng thế. Trần Bình An hoài nghi mình có phải là phải có duyên với trưởng bối hay không, đặc biệt là không có duyên sư phụ. Trần Bình An đi tới góc ngồi xổm xuống cạnh sọt, nhìn chăm chăm viên chảm long đài trong tay, vươn tay ra vuốt ve hòn đá màu đen này, hắn rất hiếu kỳ, một tảng đá không bắt mắt như vậy, sao lại có liên quan tới thần tiên có thể dẫm kiếm mà bay như chữ cô nương, càng không nghĩ ra trảm long đài rốt cuộc có thể mài cho một thanh kiếm sắc bén tới tới trình độ nào. Trần Bình An đột nhiên nghĩ tới một chuyện, lấy ra năm lá hòe, lúc ấy tiểu cô nương áo bông đỏ từ chỗ cây hoè giàn nhặt được tám lá, Trần Bình An tặng cho nàng ta ba lá để trả công. Trần Bình An cẩn thận lật xem lá hòe, nhìn thì rất mỏng, kỳ thực lại rất cứng, chỉ tiếc đã mất đi ánh sáng xanh chạy dọc theo gần lá. Trần Bình An đoán chắc đó chính là cái gọi là phúc ấm tổ tông, chỉ ở một số tiết điểm là có những điểm sáng xanh còn sót lại. Trần Bình An kẹp năm lá hòe vào trong hám sơn quyền phổ. Sau khi Trần Bình An làm xong tất cả, ra cửa ở vườn bắt đầu tàu thung, hàng xóm ở hai bên đều đã trước sau chuyển đi. Trần Bình An rất nhanh đắm chìm trong quyền thung, hoàn toàn vong ngã một thân quyền ý như nước suối chảy chứ diêu cô nương từng nói luyện quyền một trăm vạn lần mới là bước đầu tập võ mà thôi trần bình an sao dám lười biếng hắn vô tình nhớ tới chữ và điểm đỏ trên người gỗ cả người thoải mái nóng rừng rực trong cơ thể giống như có một con rồng lửa đang bay lượn từ đầu lượn xuống dưới và va, va chạm chạm không hề thông thuận những khiếu huyệt này giống như quan ải thô giác hoang tàn đường giữa quan ải tuyệt đối không được gọi là đường dài thanh thang mà có chỗ thì rộng rãi nhưng lại gập ghềnh không bằng phẳng có chỗ thì vừa hẹp vừa dốc khi rồng lửa đi qua lắc la lắc lư giống như người đi qua cầu treo vậy cuối cùng con rồng lửa lượn qua lượn lại ở vài tòa khí phủ gần hạ đan điền giống như như là đang tìm chỗ thích hợp nhất để chiếm cứ làm long cung chứ diêu từng nói tới ba cảnh giới luyện thể của võ đạo cảnh giới thứ nhất là nê phôi cảnh tới lúc đỉnh phong viên mãn nhất bản thân sẽ sinh ra một cỗ khí giống như điện thờ bồ tát bùn ngồi trên cao dồn khí ở đan điền bất động như núi thân thể có một cỗ khí tượng mới bắt đầu nuôi dưỡng huyết nhục cân cốt khiến cho cả người giống như cây khô gặp mùa xuân rất nhiều tạp chất và lắng động đều sẽ bị bài trừ ra khỏi thân thể. Trần Bình An đang bước đi trên con đường này, không có sư sư chỉ điểm, cũng không thể tính là đánh bậy đánh bạ. Cái dựa vào là cần cù bù thông minh, suốt 8 năm lên núi xuống nước, trèo đèo lội suối, cùng với một loại hô hấp thổ nạp tuy thô giáp nhưng lại có pháp môn kỳ lạ. 8 năm chưa phá vỡ được cảnh giới thứ nhất của võ đạo, vương triều và giang hồ thiên hạ, trừ ra hương chữ diêu ra thì đều chú trọng nghèo học văn dò học võ. Cũng may con đường võ đạo không có tập tục xấu đạo tốc độ để thăng cảnh giới, quan trọng càng tiến dần từng bước thì tạo nghệ càng cao thâm chú trọng bước vững mỗi một bước có điều chậm chạp như trần bình an cũng không được tính là mất mặt xấu hổ lắm dù sao vô số người trẻ tuổi dòng dõi hào môn trên thế gian quả thật đã bị cản ở ngoài bệ cửa đầu tiên mất cả đời cũng không tìm thấy sự tồn tại của cỗ khí đó nhưng trước mắt cho thấy trần bình an khẳng định là chẳng liên quan gì tới thiên tài và học cả trần bình an đột nhiên tỉnh táo lại thở hắt ra một ngụm trọc khí hắn chậm rãi đi lại trong sân dần dần thả lòng tứ chi. Trần Bình An cúi đầu nhìn thấy cảnh hoài đặt ở góc tường, đột nhiên nảy ra suy nghĩ muốn vót cho mình một thanh kiếm gỗ. Lúc nhỏ sau khi cha mẹ bỏ đi, Trần Bình An mỗi lần ở chỗ mộ thần tiên từ xa nhìn bạn cùng lứa chơi đùa, nữ hài tử phần lớn là thả diều, nam hài tử thì dùng kiếm gỗ kiếm trúc do cha làm cho bùm bùm so chiêu, đánh nhau rất vui vẻ. Trần Bình An khi đó luôn muốn có một thanh, chỉ là về sau trở thành diêu công học đồ nung gốm, quanh năm suốt tháng mệt mỏi làm việc, thế là quên mất. Trần Bình An ngồi xổm trước cảnh hoè, cảm thấy là một thanh kiếm gỗ thì khẳng định không thành vấn đề nếu là hai thành thì khá là khó trần bình an trước tiên chuyển cành hòe tới ngoài cửa phòng lại cầm dao chặt củi hay cầm vào núi một đường chuẩn bị động thủ làm cho mình một thanh kiếm gỗ chỉ là khu trần bình an xách dao ngồi ở cửa thì lại có chút do dự nghĩ nghĩ rồi lại bỏ dao xuống cảm thấy cây hòe già không thể đơn thuần coi là một gốc cây già được dù sao thụ tề tiên sinh và cây hoài còn từng có một hồi đối thoại thế là cành hoè trước mắt này khiến trần bình an cảm thấy có chút không được tự nhiên trần bình an lại đặt cành hoè về góc tường phát hiện mình thật sự không hề buồn ngủ thế là rời khỏi sân, sau khi khóa cửa thì lại tới ngõ nền bình. Ma sư quỷ khiến thế nào hắn lại đi tới gần cầu đá vòm, nghĩ đến sau này không thể nhảy sông qua bờ nữa, liền cắn răng một cái đi lên cầu đá, lại ngồi ở bàn đá giữa cầu, hai chân thả xuống dưới, chân bình an có chút khẩn trương, cúi đầu nhìn mặt nước sâu thẳm, lẩm bẩm nói, bất kể ngươi là thần tiên hay là yêu quái, chúng ta chắc cũng không oán không cừu, nếu ngươi thật sự có gì muốn nói với ta thì đừng báo mộng nữa, ta giờ ở ngay đây rồi, ngươi muốn nói thì nói đi, một nén nhang, 15 phút, một canh giờ trừ hơi lạnh ra thì trần bình an không nhận thấy được bất kỳ điều gì khác thường trần bình an hai tay chống lên mặt cầu lắc lư cái chân nhìn về phía xa xa khi còn nhỏ hắn luôn tò mò không biết suối nhỏ cuối cùng là chảy đi đâu trần bình an ngơ ngơ ngẩn ngẩn lưu tiện dương cố sán chữ cô nương tề tiên sinh diều lão đầu đều đi rồi trần bình an chưa bao giờ giàu có như vậy nhưng thiếu niên cũng chưa bao giờ cô đơn thế này bên kia cầu đá mà thiếu niên giày rơm hướng lưng vào một thân hình cao lớn quần áo trắng muốt vừa giống thần tiên lại giống quỷ mị cũng hai tay chống xuống mặt đá hai chân đong đưa ngửa đầu nhìn trời chỉ là một màn này đừng nói là trần bình an đã bắt đầu lẩm bẩm tự nói chuyện ngay cả dương lão nhân và nguyễn cung cũng không thể phát hiện sau khi nguyễn tú chạy về tới lò rèn thì phát hiện dưới mái hiên chi có một mình phụ thân mình đang ngồi trên ghế trúc nàng ta đưa bình rượu qua rồi ngồi xuống ghế còn lại trà các người bàn xong việc chưa nguyễn cung mở bình rượu không uống chỉ người vẫn thấy có chút đau đầu là hoa đỏ xuân thiêu không giả nhưng đây đâu phải là hoa đào xuân thiêu thượng đẳng giá hai lượng bạc rõ ràng là xuân thiêu giá rẻ nhất chỉ 8 tiền một bình nguyễn cung liếc khuê nữ có tật giật mình nhà mình hai tay đang vê chéo áo ánh mắt không ngừng dao động rõ ràng đang sợ mình vạch trần nguyễn cung thở dài trong lòng đành phải làm bộ như không phát hiện ngửa đầu uống một ngụm đầy uất nghẹn rồi chậm rãi nói bàn xong rồi cũng tạm tạm lát nữa ta sai người tới nha diêu vụ tìm tới quan viên đại lý tên là ngô diên kia lấy hai bàn đồ địa thế núi sông chắc sau khi trần bình đan bình tĩnh lại sẽ tới đòi ta đấy Nguyễn Tú như chút được gánh nặng, cười ồ một tiếng, hai chân đang co lại vươn thẳng, thoải mái duỗi lưng, tựa vào lưng ghế trúc. Nguyễn Cung nghĩ tới mình sắp phải khai mở cục diện ở đây, vạn sự khởi đầu nan, để báo không tồi, tâm tình cũng tốt hơn mấy phần. Rất hiếm có nói lời hai về chân bình an tiểu tử ngõ nê bình đó tính tình đơn giản thì đơn giản nhưng kỳ thật không ngu. Nguyễn Tú cười nói, cha, cái đó gọi là đại trí giả ngu đấy, có hiểu không? Nguyễn Cung cười ha ha không, nam nhân chỉ là oán thầm ở trong lòng, ta hiểu đại trí giả ngu cái búa. Nguyễn cung dòng suối nhỏ ở xa xa, hai ngón tay kẹp bình rượu, lắc khẽ có một số lời, cha không tiện nói thẳng với hắn, để tránh hắn nghĩ sai, ngược lại thành khéo quá hóa vụng. Sáng mai người đi gặp hắn rồi nói, Nguyễn Tú tò mò hỏi, chuyện gì? Nguyễn cung trầm mặc một lát, cầm bình rượu lên uống một ngụm rồi nói, ngươi cứ nói với hắn đừng có hy vọng gì về Long Tích Sơn, cho dù một số người lên tới ngũ cảnh không có nền móng cũng không dám mở cái cửa này, một khối trảm long đài lớn như vậy, phong tuyết miếu và chân võ sơn đã bỏ ra khí lực không nhỏ cộng với thân phận hiện giờ của cha mới miễn cưỡng ăn được thế mà vẫn có không ít người đỏ mắt thèm trốn ở phía sau màn vụng trộm nghiến răng nghiến lợi đương nhiên ngươi cũng không cần giải thích những cái này với trần bình an cứ gọn gàng dứt khoát nói rõ với hắn đừng nghĩ về long tích sơn nữa lại thêm lần này triều đình bán núi với giá thấp dẫu sao tổng cộng là hơn 60 tòa nhưng trần bình an hắn nhiều nhất chỉ có thể mua năm tòa thôi nhiều hơn thì ta cũng khó mà bảo vệ hắn và núi của hắn được chu toàn thứ ba cha cũng vừa hạ quyết tâm muốn đòi ba tòa núi lấy thần tú dân làm chủ ngươi bảo khi trần bình an xem xét bản đồ địa hình thì lưu tâm thần tú sơn một chút lưu tâm một chút những đỉnh núi lớn nhỏ xung quanh thần tú sơn thiêu đăng sơn và hoành sóc phong cha không phải là người không giảng đạo lý sẽ không để hắn bỏ tiền mua hết xung quanh chỉ cần hắn lấy ra một nửa đồng kim tinh là được rồi nói đi cũng phải nói lại nếu hắn thật sự thông minh mua thêm một số đỉnh núi chung quanh hai núi một đỉnh của trang ngươi mới là chính đồ cuối cùng ngươi có thể nói với hắn nếu có thể giữ lại mấy đồng thì hãy mua mấy cửa hàng ở trấn nhỏ chắc trong thời gian sau này sẽ có rất nhiều cửa hàng tốt muốn sang tay bởi vì rất nhiều môn hộ trấn nhỏ có quan hệ với bên ngoài hơn phân nửa sẽ rời đi, cho nên giá nhất định là không đắt, cùng lắm cũng chỉ một đồng tiền thôi. Nguyễn Tú hỏi thử, cha, hay là cha mua luôn cửa hàng áp tuế đi, chỗ ta có hai túi tiền đồng, không phải bị cha thu rồi sao, cha trả trước cho ta một túi đi, một túi thôi, được không? Nguyễn Cung Khí ngoài cười nhưng trong không cười nói, chỗ tiền đồng ta gấp ngươi đừng có mơ tưởng, đúng rồi, ngươi có thể bảo Trần Bình An bỏ tiền mà, hiện tại hắn mới là đại tài chủ của chấn nhỏ chúng ta. Nguyễn Tú không chút do dự nói, như vậy sao được hắn nghèo lắm mười mấy lượng bạc cũng phải mượn của cha mà khóe miệng nguyễn cung giật giật thật sự không nhịn được nữa quay đầu hỏi ồ tiền của cha thì không phải là tiền còn tiền của trần bình an thì phải đúng không nguyễn tú cười nói ta chỉ là không thân với hắn quá mà thôi nguyễn cung thiếu chút nữa thì phun cả máu thế còn không thân à không thân mà ngươi có thể vứt bỏ lương tâm để cha mình phải uống loại rượu cỏ sau đó thì ở giữa kiếm lời bỏ vào túi rồi cho tên vương bắt đàn đó vay à khuê nữ Ngươi cảm thấy rốt cuộc thân tới thế nào mới tính là thân đây? Nguyễn Cung hậm hực uống một ngụm rượu vị như rượu trắng, đứng lên dù sao những gì nên nói cha cũng nói gì, tự ngươi chọn những lời nên nói rồi ngày mai nói lại với Trần Bình An đi. Nam nhân đi rất nhanh, kỳ thật dùng mông để nghĩ cũng biết, cái gì nên nói, cái gì không nên nói ngày mai khuê nữ cũng sẽ nói tuốt. Nguyễn Cung càng nghĩ càng thấy uất nghẹn, khuê nữ thì không mắng được, cái thằng nhóc cầm quốc đào góc tường kia phạt thì không phạt được. Nam nhân đành phải thấp giọng chửi một câu rồi đi tới vùng vắng lặng, ném cái bình rượu uống đó xuống, thân thể đột ngột bay lên trong nháy mắt đã xuất hiện ở trước cửa hàng bán hoa đào xuân thiêu lúc này cửa hàng đương nhiên đã đã đóng cửa hắn ra sức gõ cửa rất nhanh có một vị phụ nhân mắt lèm nhèm buồn ngủ từ hậu viện ra mở cửa miệng lầm bầm nói cái gì vội đi chết để đầu thai à nửa đêm rồi còn đòi uống rượu sao không đi uống nước đáy đi còn đỡ mất tiền dám nửa đêm nửa hôm gõ cửa nhà quả phụ không sợ lão nương cắt phăng cái chân giữa của nhà ngươi à nguyễn Cung đứng ở cửa sắc mặt âm trầm không nói gì nguyễn sư phó thấy là nguyễn sư phó của lò rèn phụ nhân mượn ánh trắng nhìn hán tử trung niên cơ tay đang căng cứng lập tức thay đổi sắc mặt bị nhãn như tờ, vô cùng nhiệt tình ôm lấy cánh tay hán tử đúng là cứng như sắt phụ nhân khô hạn lâu ngày gặp mưa rầm nụ cười càng bức thiết khi dẫn đường giả vờ vấp ngã vào lòng nam nhân chỉ tiếc hán tử đà thiết đó không hiểu phong tình đỡ nhẹ lấy đầu vai nàng ta cuối cùng thì vứt lại bạc cầm hai bình rượu rời đi phụ nhân đứng ở cửa vẻ mặt châm chọc lớn tiếng trêu hán tử cường tráng thế mà lại cứ như đổ bỏ đi nguyễn sư phó ấy nhầm Nguyễn sư phó, sau này tới cửa hàng nhà ta mua rượu, riêng ngươi sẽ lấy giá gấp đôi, nếu Nguyễn sư phó hôm nào lưng cứng, ta nói không chừng sẽ không lấy một xu mà cho ngươi uống miễn phí, ngủ miễn phí đấy. Nguyễn Cung một đường hờ hững đi đến ngã tư đường ngã tư đường, thân hình chợt lóe lên, không về cửa hàng ở phía Nam trấn nhỏ mà đi tới phía Bắc, tới trước tòa núi nhỏ tòa núi nhỏ, toàn là gốm sứ vỡ, chồng chất như núi, Nguyễn Cung tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống cách tòa núi nhỏ này chừng 30 trượng, một tiếng nói ở cách đó không xa vang lên khéo thế, ngươi cũng ở đây à? Nguyễn cung gật gật đầu, ném một bình rượu qua, lão nhân cầm lấy rượu, suy nghĩ một chút, chật chật nói, lúc này mà tới cửa hàng của Lưu Quả Vũ mua rượu, là nam nhân đều sẽ thiệt thòi. Nguyễn cung đương nhiên không muốn nói chuyện này, hỏi, dừng lão tiên sinh, thiếu niên bên cạnh quán đốc tạo tân nhiệm ngô diên rốt cuộc là thần thánh phương nào, ta không nhìn ra sâu cạn, ngoài mặt thì không khác gì người thường cả. Lão nhân chính là dương lão đầu cửa hàng dương ra, lão uống ngụm rượu rồi nói thân phận không rõ, nhưng có câu châm ngôn, lai giả bất thiện thiện giả bất lai, đúng không? sau khi dương lão đầu nói xong câu đó thì cười cười ngằng đầu nhìn trên đỉnh từ sơn có một thiếu niên áo xanh hai tay đút trong tay áo giữa trán của nốt ruồi nụ cười như gió xuân thiếu niên từ trong tay áo rút một bàn tay ra vẫy vẫy vào cửa trước tiên phải gọi nhập miếu trước tiên phải vái thần ta là biết quy củ cho nên trước tiên gặp nguyễn sư sau tới gặp dương lão về lễ số thì không có gì để bắt lỗi cả dương lão đầu không tiếp tục uống rượu không biết từ đâu tìm được một sợi dây thừng buộc bình rượu vào hông rít một hơi thuốc cười nói vào núi nhập trạch Vẽ bùa trấn nhiếp, chỉ không biết ngươi là vẽ quỷ họa phù hay là thần tiên phù, thiếu niên rụt tay, người hơi nghiêng về phía trước, cười tùng tìm nói, bất kể Dương lão và Nguyễn sư hiểu lầm thế nào, tóm lại ta lần này đăng môn, cam đoan sau khi trò hỏi hai vị thì sẽ không có giao tiếp gì nữa. Ừ, nếu nói thật, sợ là việc xây dựng thành hoàng các tạm thời sẽ do ta phụ trách, cũng có dính dáng chút tới hai vị, về phần văn xương các võ thánh miếu, ta không xen vào, ta cũng chỉ quản được một tòa thành hoàng các to bằng hạt đầu mà thôi. Dựa theo cách nói trên phố phường, trong địa giới huyện huyện lệnh sẽ toàn quyền quản lý tất cả sự vụ dương gian về phần thành hoàng gia cao cao tại thượng kỳ thật sẽ phụ trách theo dõi cai trị dạ gian và âm vật nguyễn sư nhí mày là cung phụng lễ bộ triều đình đại ly à hay là luyện khí sĩ khâm thiên giám có điều bất kể xuất thân lễ bộ khâm thiên giám hay là chỗ nào đó của hoàng cung đại ly nếu có thể to gan lớn mật đứng trên đỉnh từ sơn như vậy khẳng định ít nhất cũng là một vị tu sĩ thập lâu cao nhất trong ngũ cảnh cho nên vị thiếu niên này khẳng định không phải thiếu niên Tu sĩ thanh tú chán như điểm chu sa nhìn Dương lão đầu nói, lão tiên sinh, có lời phải nói trước, cẩn thận phải lại lái thuyền vạn năm đấy. Dương lão đầu rít một hơi thuốc, cuối cùng lại chỉ phun ra một luồng khói mỏng, đồng thời rất nhanh vô thanh vô tức tiêu tán trong thiên địa. Thiếu niên dung mạo như thiếu niên thanh tú hai tay vẫn giấu trong ống tay áo, chỉ là ống tay áo khẽ động, mười ngón tay của hắn giống như là đang bấm quyết. Nguyễn Cung thở dài nề mặt ta, hai vị hay là bỏ qua đi, bằng không ba người chúng ta hỗn chiến, chẳng lẽ thật sự muốn đánh nát cả phạm vi ngàn dặm này à? hai tay thiếu niên lập tức rời khỏi tay áo, giơ lên cao, rất có hiểm nghi gió chiều nào che chiều ấy, cười hì hì nói, ta không thành vấn đề, dương lão đầu khịt khịt mũi, hai luồng khói xanh không dễ phát hiện nhanh chóng bay lại vào mũi lão, lão nhân cười lạnh nói, ngươi biết không ít, thiếu niên vươn tay ra xoa xoa mũi không nhiều không ít, vừa đủ thôi, ví dụ như ta chỉ biết là nên gọi ngươi là thanh, đại tiên sinh chứ không phải là dương lão tiên sinh, thiếu niên cố ý bỏ qua một chữ, không phải đồ cợt mà là vào khoảnh khắc sắp thốt ra chữ kia, rõ ràng cảm nhận được sát ý của lão nhân một cách rõ ràng, thế là rất quyết đoán lựa chọn tạm thời nhường một bước. Thiếu niên ngửa người ra sau, cười nói, tạm biệt ở đây nhé, hy vọng sẽ không gặp lại. Dương quan đạo, cầu độc mục hay là quỷ môn quan, ai đi đường nấy, ai thể hiện thần thông nấy. Thiếu niên áo xanh ngửa người ra sau biến mất, Nguyễn Cung trầm giọng nói, có khả năng là trên ngũ cảnh. Dương lão đầu cười nhạo nói, có gì đâu, Nguyễn Cung ngươi chẳng phải là cũng trên ngũ cảnh à. Đông bảo Bình Châu có nhỏ thế nào thì cũng là một trong cửu châu, đừng nói là luyện khí sĩ thập nhất thập nhị lâu thập tam lâu cũng không phải là không có cơ hội xuất đầu tâm tình của nguyễn cung cũng không thoải mái lắm lắc đầu nói ta dù sao cũng chỉ vừa lên thập nhất lâu cảnh giới chưa vững chắc tuy rằng xuất thân binh xa coi như am hiểu đạo công phạt thuật chém giết nhưng lão nhân dung đùi đắc ý xoay người rời đi tay cầm cán thuốc nuốt mây phun khói người đã biết đủ tu sĩ thế gian đâu chỉ ngàn vạn tu sĩ thập lâu đã vô cùng hiếm có rồi huống chi là trên ngũ cảnh nói đến cùng kỳ thật ngươi kiêng kỵ người đó người chưa chắc đã không kiêng kỵ ngươi đồ sứ và đồ ngọc hai người các ngươi kỳ thật đều trột dạ nguyễn cung nghĩ lại thấy cũng đúng vốn là không phải là tính tình thích đâm vào sừng trâu dứt khoát chẳng bận tâm tới lai lịch của thiếu niên kỳ quái kia nữa hai bên có thể nước giếng không phạm nước sông hoặc khí phát tài là tốt nhất ầm ầm một tiếng thân hình nguyễn cung phóng lên cao sau khi đến biển mây thì nhanh chóng hạ xuống bờ suối dương lão đầu chậm rãi lắc lư quay về chấn nhỏ cười cười tuổi trẻ khí thịnh một thiếu niên lang áo xanh đi trong ngõ hẻm chấn nhỏ nói khẽ có cấm đêm, có phu canh, chợ búa cũng có, huyện lệnh đại nhân chúng ta bận rộn rồi. Ngón tay thiếu niên thanh tú chán có nốt ruồi nhẹ nhàng xoay tròn một chùm chìa khóa cũ, đi vào một ngõ nhỏ tên là ngõ nhị lăng, nó nằm cạnh ngõ hoa hạnh. Tương truyền là tổ tiên xuất hiện hai vị nhân vật lợi hại, có điều rốt cuộc là ai, làm gì, không ai nói được. Dần già, liền lại thành đề tài cố lộng huyền hư của các lão nhân dưới gốc hoài già, hiện giờ cây hoài già đã đổ, nhân khí của chấn nhỏ giống như lập tức hao gầy đi nhiều. Bọn nhỏ cảm xúc không sâu, người trẻ tuổi thì ngược lại cảm thấy tầm nhìn thoáng rộng tự dưng lại có thêm một khoảng đất trống chỉ có những lão nhân hoài cựu thỉnh thoảng lại thời dài thờ ngắn ngõ nhị lang và ngõ hoa hạnh không có gia đình có tiền đại phú đại quý nào ở chỉ được tính là so với trên thì không bằng so với dưới thì có thừa ví dụ như bách tính ở gần ngõ lê bình nhìn thấy người ở hai ngõ này phần lớn đều không dám ngẩng đầu lên mã bà bà và đứa cháu mã khổ huyền sống ở ngõ hoa hạnh ở trấn nhỏ xem như là gia cảnh không tổ nhất rồi thiếu niên dừng lại trước một căn nhà cửa lớn dán hai bức môn thần mực màu mới tinh Thiếu niên ngẩng đầu nhìn một vị môn thần tay cầm đoàn kích mặc giá bạc trong đó, uy phong lẫm lẫm, một chân nhấc lên, đứng thế kim kê độc lập, giống như kim cương trợn mắt, thiếu niên cười nói, áo gấm về quê chẳng qua cũng vậy mà thôi, bạn đang xem kiếm lai like tại kênh YouTube gì các phim. Thiếu niên mở cửa đi vào, là một căn nhà không lớn nhưng rất đẹp, trên đầu mở một cái giếng trời vuông vức, thông gió rất tốt, lầu hai có ban công, thích hợp để đêm ngắm sao đông thường tuyết, thiếu niên rất hài lòng, thầm nghĩ rất không tồi, là chỗ tốt để tu thân dưỡng khí thiếu niên kéo một cái ghế gõ chạm trổ tới ngồi cạnh bờ ao dùng ống tay áo lách cách rơi ra một đống đồ sứ vỡ to thì bằng nắm đấm nhỏ thì bằng hạt gạo nhiều vô số kể một cái sọt cũng đựng không đủ toàn bộ bồng bềnh trên cái ao ở dưới sân nhà cái này là trong tay áo có cản khôn danh phủ kỳ thực thiếu niên nhìn trái nhìn phải xoa xoa chán lẩm bẩm bắt đầu từ đâu bây giờ ngươi nhé cuối cùng hắn nhìn chúng một mảnh gốm vỡ máu đỏ có duyên mắt nhất tâm ý khẽ động nó từ trong đồng xứ bay ra bồng bềnh trước người hắn cách chừng một thước sau đó không ngừng có mảnh sứ từ tòa núi nhỏ đó bay ra tới trước người thiếu niên sau đó bị hắn nhẹ nhàng đặt ở một nơi nào đó giống như là đang ghép một kiện đồ sứ vậy ngày hôm sau ở lò Gèn, nguyễn tú đưa cho trần bình an hai bức bản đồ trang giấy ố vàng trên bản đồ núi non trùng điệp chỉ là tên của núi đều là giáp nhất ất tam vân vân ngoài ra còn có thêm những cái tên không buồn tẻ như long tích sơn trân châu sơn thần tú sơn cuối cùng còn có một đại ly long tuyển huyện nguyễn tú chỉ vào tên của danh sơn này nhất nhất giải thích và giới thiệu cho trần bình an cuối cùng nhắc nhở tuy trên hai bản đồ này vị trí nhìn thì chỉ cách nhau một cái bóng tay nhưng khi ngươi vào núi sẽ phát hiện có thể là cách nhau tới vài dặm sơn đạo bởi vì sau khi ly châu động thiên rơi xuống đất đại ly bề mặt đất chấn động rất lớn thậm chí có một số ngọn núi chân núi không chắc ngay lúc đó trực tiếp sụp đổ cái này đồng thời sẽ khiến ngươi trên đường đi xuất hiện rất nhiều bất ngờ ngươi nhất định phải cẩn thận đấy trần bình an cẩn thận cất hai bức bản đồ đi cuối cùng đeo một cái túi giống như lần trước dẫn bọn trần đối vào núi ái náy nói với nguyễn tú lần này ta tranh thủ tới vùng thiêu đăng sơn hoành sóc phong trên bản đồ chắc ít nhất cũng phải mất nửa tháng cùng lắm là sau một tháng sẽ quay về đây nguyễn tú nói khẽ lâu thế à vậy đồ ngươi mang theo sao đủ ăn trần bình an nhịn cười ta ở trong núi quen rồi quả dại cũng có thể ăn được cũng đều tự tìm được ta đảm bảo không bị đói đâu nguyễn tú gật đầu cười nói mười mấy lượng bằng mà cha ta đáp ứng cho ngươi mượn sau khi ngươi rời núi ta khẳng định sẽ có thể đưa cho ngươi trần bình an nghĩ nghĩ vẫn là ăn ngay nói thật nguyễn cô nương ngươi đường để ủy khuất bản thân, tiền tự ta có thể nghĩ biện pháp, ngươi không thể thật sự kiên trì mười ngày nửa tháng mà không ăn điểm tâm của cửa hàng áp tới chứ? Nguyễn tú mặt đỏ lên, không hiểu vì sao hắn lại biết chân tướng. Trần Bình An có chút bất đắc dĩ, cười cười không nói gì. Thầm nghĩ về cái tính tình thối đó của Nguyễn sư phó mà chịu cho mình mượn bạc mới là chuyện lạ, cho nên không phải ta mắt sáng như đuốc mà là Nguyễn cô nương ngươi che giấu không được cao minh. Trần Bình An thấy nàng ta có chút mất mát, vội vàng an ủi. Nguyễn cô nương, họ ý ta xin nhận, cảm ơn nhé. Nguyễn tú nhàn miệng cười nàng ta đột nhiên nói ta tiễn người trần bình an đã cất bước quay đầu xua tay nói không cần ta quen đường rồi nhắm mắt cũng đi được thiếu nữ tết tóc đôi ngựa khẽ ừ một tiếng sau đó vẫy tay tạm biệt hắn sau khi trần bình an ra khỏi cửa hàng nguyễn gia một đường dọc theo khe suối đi lên thượng du mấy đỉnh núi gần trấn nhỏ trần bình an không có hứng thú tuy rằng không lớn giá không đắt nhưng hắn không muốn mua ở đây cách trấn nhỏ thật sự cần quá như thế rất dễ lộ hơn nữa nguyễn sư phó lúc trước đã ám chỉ mấy ngọn núi như địa chân sơn, viễn bà phong ban đầu kỳ thật cũng không tồi, chỉ tiếc nhiều năm như vậy gần như bị vét sạch rồi, cho nên chính là gối theo hoa, phải đi thêm về phía tây, đến tòa chân châu sơn đó mới có cơ hội tốt. Trần Bình An đi chừng một ngày một đêm, trên đường chỉ nghỉ ngơi không đến hai canh giờ, cuối cùng mới trèo lên được một đỉnh núi, hắn hít sâu một hơi, trong vội đầy mùi thơm của cỏ dại, thiếu niên dày rơm ưỡn ngực, dậm chân thật mạnh, hào khí ngút trời nói, đây là của ta, đã năm ngày qua đi, mặt trời chiều ngã về tây. Trần Bình An cuối cùng cũng trèo lên được ngao đầu phong trên bản đồ mới của quan phủ, núi này trong phạm vi hơn 10 dặm là nổ bật nhất, cao vút trong mây, Trần Bình An cắn một miếng bánh đã khô cứng, ngồi trên một cánh cây tùng già vươn ra ngoài vách núi, gió mát hay hay, thổi cho tóc mai thiếu niên tùy ý bay lượn, sọt được đặt dưới cây, Trần Bình An chưa to gan tới mức dám đeo sọt trèo cây, trước đó đối với chuyện leo núi, thiếu niên chỉ cho rằng là một việc chẳng thoải mái gì, luôn muốn theo sát bước chân của diều lão đầu, không giống như hiện tại, mệt mỏi thì dừng bước ngắm nhìn non xanh nước biếc hơn nữa rất nhiều phong cảnh khiến trần bình an khen không dứt miệng trước kia đều là ở những ngọn núi bị triều đình đại ly niêm phong thiếu niên chỉ có thể đi theo lão nhân trầm mặc ít lời vòng qua ngao đầu phong cũng ở trong số này một đường qua núi qua sông trần bình an được thấy rất nhiều hình ảnh xa lạ trắng lệ có thác nước tầng tầng lớp lớp cầu vồng nho nhỏ sau cơn mưa thiếu niên giống như vươn tay ra là với được có thể mang về nhà cất có vách núi dốc đứng ngàn vạn chim muông tụ tập giống như là rèm trắng treo trên vách tường có núi cao hiểm trở chỉ có một đường mòn hiểm trở để lên đỉnh cuối cùng bỗng nhiên bước vào một bãi đá lớn tầm nhìn rộng mở khiến cho người ta không nhịn được mà ngừng thở ban đêm thiếu niên đắp thêm một lớp quần áo dựa vào sọt mơ màng thiếp đi giống như có thể nghe thấy tiên nhân trên trời thì thầm nói chuyện sau ba ngày trèo non lội suối chân bình an cuối cùng cũng tới thần tú sơn mà nguyễn sư phó đã nói hai phương hướng tây bắc cách nhau chừng hơn 10 dặm đường mỗi bên là theo đăng sơn và hoành sóc phong cùng thần tú sơn bay ra thế chân vạc giống như là ba cử nhất mỗi người đứng một phương Dựa theo thể hiện của bản đồ thì trong trăm dặm chung quanh một đỉnh hai núi này có chừng năm đỉnh núi to nhỏ, nhỏ thì có Thải Vân Phong và Tiên Thảo Sơn, còn lại phân biệt là Đăng Tâm Đài, Hoàng Hồ Sơn và Bảo Lục Sơn. Trần Bình An trước khi tới Thần Tú Sơn đã đi qua Tiên Thảo Sơn và Đăng Tâm Đài. Tiên Thảo Sơn chỉ lớn hơn Trân Châu Sơn một bậc, tuy rằng thế núi thấp bé, nhưng cỏ cây rất tươi tốt, đại thụ che trời rất nhiều. Về phần Hoàng Hồ Sơn, chắc là bởi vì giữa sườn núi có một cái hồ nhỏ, từ xa thấy nước hồ ố vàng, nhìn gần thì lại cực kỳ trong suốt chỉ có điều trừ hồ nhỏ này ra thì trần bình an cảm thấy so với thần tú sơn hoàng hồ sơn kém hơn rất nhiều trần bình an tiếp theo bỏ ra ba bốn ngày thời gian đi vòng quanh thần tú sơn và hoành sóc phong cuối cùng chọn ba ngọn núi tiên thảo sơn bảo lục sơn và thải vân phong tiên thảo sơn nhỏ bảo lục sơn lớn thải vân phong cao trong đó bảo lục sơn là khiến trần bình an tốn thời gian nhất thật sự có thể nói là núi cao sông dài trong rất nhiều ngọn núi mà trần bình an đã đi qua quy mô gần bằng phi vân sơn và thần tú sơn có điều trần bình an có chút buồn bực một địa bàn lớn như bảo lục sơn lại ở gần hoành sóc phong huống hồ ngay cả trần bình an không thạo tu hành cũng có thể cảm nhận được ngọn núi này rất là non xanh nước biếc nguyễn sư phó vì sao lại bỏ qua điểm đăng sơn mà lựa chọn bảo lục sơn trần bình an tính toán một chút ba ngọn núi mà mình lựa chọn đại khái sẽ tiêu phí khoảng 45 đồng kim tinh trần châu sơn tất nhiên sẽ dùng một túi tiền đón xuân vậy còn lại chừng 34 đồng đủ để trần bình an ra tay rộng rãi mua ngọn núi to trên ý nghĩa chân chính tiếp theo dù sao nguyễn sư phó cũng đã nói ngay cả núi to nhất đẳng như khô tuyền sơn mạch hương hỏa sơn và thần tú sơn cũng chỉ mất 25 đến 30 đồng tiền kim tinh nguyễn sư phó còn tiết lộ thiên cơ nói là tương lai trong phạm vi ngàn dặm triều đình đại ly sẽ sắc phong một sơn nhạc đại thần ba vị sơn thân và một vị hạ bá đối với việc này nguyễn tú ngày hôm sau cũng đã giải thích tỉ mỉ cái gọi là sơn thần chính là nhà môn lễ bộ triều đình sẽ chọn ra một nhân tuyển thích hợp có thể là nhân vật lịch sử có tiếng ở địa phương cũng có thể là võ tướng công huân chết trận tuấn quốc sau đó hoàng đế đại ly sẽ công nhận khâm điểm làm sơn thần dùng một cây bút son đặc thù chính thức viết vào da và núi sông một phen dâng hương tế điện ngụ ý là thay trời tuần thú nhân gian đã báo lên thượng thần bình thường mà nói thì được coi là xong việc sau đó chính là là khâm thiên giám chế tạo ra một kim khoán ngọc điệp giao cho quốc sư tự tay viết sắc văn sắc chỉ phái người chôn ở chân núi cuối cùng mới sai quan phủ mời người đắp nạn một tượng đất vàng cung phụng làm miếu sân thần vị sân thần đó có thể quang minh chính đại hưởng thụ hương khói bách tính che chở cho sinh linh trong địa giới một núi trấn áp hàng phục hoặc là xua đuổi âm vật quỷ mị các độ dám vượt qua biên giới. Trần Bình An không hy vọng xa vời ba ngọn núi gần thần tú sơn mà mình chọn có thể xuất hiện một vị sơn thần tọa chấn, giúp đỡ giữ nhà hộ viện, mà là đem hy vọng đặt ở trên ngọn núi to mà mình bỏ ra nhiều tiền nhất. Như vậy gia nghiệp chủ yếu trong 300 năm sẽ được Nguyễn Sư Phó che chở, ngọn núi trơ chọn xa nơi này nhất, nếu có thể mời đến một vị sơn thần, không nghi ngờ gì nữa sẽ khiến Trần Bình An rất yên tâm. Về phần chân châu sơn nhỏ xíu chỉ mất một đồng tiền đón xuân, chắc trừ Trần Bình An ra thì không ai để ý. Trần Bình An lúc này ngồi trên vách đá đỉnh Thải Vân Phong, trước người bày án đồ địa hình Long Tuyền Đại Ly vừa vẽ, thiếu niên đã nhớ rõ vị trí địa lý và tên núi, nhưng vẫn chưa hạ được quyết tâm mua ngọn núi nào cuối cùng. Thiếu niên giày rơm hai tay đỡ má, người nhẹ nhàng đung đưa, suy nghĩ của thiếu niên đã bay xa vạn dặm, mua núi rồi thì có thể làm gì nữa? Trần Bình An kỳ thật không rõ, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới trong 300 năm, mình thủy chung là chủ nhân trên danh nghĩa của năm ngọn núi, cái này đã là chuyện khiến bản thân mình rất hạnh phúc rồi, có thể trước tiên cưới một cô vợ thành ra lập nghiệp sau này truyền cho con cái con cái lại truyền cho cháu chát thì ra chuyện cưới vợ tuy rằng không phải việc cấp bách nhưng cũng cần phải suy tính vừa nghĩ đến đây trần bình an có cười ngây ngô đột nhiên hoàn hồn có chút thẹn thùng trần bình an ngả về phía sau có chút mệt mỏi lại muốn chợp mắt một chút không biết qua bao lâu sau khi mở mắt đầu trần bình an lập tức to như cái đầu mình hiện giờ giữa ba ngày ban mặt cũng có thể nằm mơ à thì ra đây là lần thứ ba mình gặp được người áo trắng kia một lần ở trên lang kiều một lần ở dưới đáy cầu đá vòm cộng với lần này trên đỉnh núi người áo trắng tắm mình trong hào quang trắng muốt lần này ngồi xếp bằng cách trần bình an chỉ hai trượng nhưng trần bình an lại không thể thấy rõ dung mạo của đối phương trần bình an cảm thấy cứ hốt hoảng lo sợ thế này cũng không ổn liền lớn gan su sẻ mở miệng nói lão tiền bối bốp trần bình an lập tức cảm thấy giống như là lúc thiếu niên bị đuôi bò quất vào mặt đau rát trần bình an nhưng nằm mơ vừa tỉnh ngồi bật dậy phát hiện mình vẫn an vị ở vị trí cũ nhìn quanh bốn phía cũng không có gì thường, nhưng sờ sờ hai má lại vẫn thấy rát. Thiếu niên có nghĩ vỡ đầu cũng không nghĩ ra nguyên nhân, đành phải ngơ ngẩn vào đầu. Trần Bình An vẫn chưa rời núi thì đã cảm nhận được biến hóa nghiêng trời lệch đất ở chấn nhỏ, Chỉ ở trên đỉnh địa chân sơn nhìn chấn nhỏ, phát hiện chung quanh bụi đất mù mịt, ở khu vực viễn mạc phong còn nhìn thấy gần trăm vị thanh tráng, phần lớn là xuất thân diêu công, thể lực xuất chúng, chịu khó chịu khổ, đang chặt cây với khí thế ngất trời. Trần Bình An ghé tới, tìm được một người quen, hỏi ra mới biết thì ra chấn nhỏ sắp một lượt xây dựng bốn tòa kiến trúc huyện nha văn xương các võ thánh miếu và thành hoàng miếu người dẫn đầu là một vị quan đốc tạo tân nhiệm tuổi còn trẻ họ ngô tên diên về phần danh hiệu của huyện lệnh khác rốt cuộc là qua lại gì huyện phủ đại nha tới cùng là đặt ở đâu bách tính chấn nhỏ không rõ cũng không quan tâm chỉ biết là hiện tại tạm thời có thêm một cái bát sắt tiền công rất mê người so với trước kia ở long dương nung gốm thì nhiều hơn nhiều lúc trước diêu vụ đoạn tuyệt siêu hỏa tắt hết siêu công thanh tráng quanh năm suốt tháng bán mặt cho đất bán lưng cho trời chỉ có thể cày ruộng nuôi gia đình đã không dễ dàng gì rồi cũng chẳng kiếm được mấy đồng cho nên hiện giờ trấn nhỏ từ trên xuống dưới lòng người phấn chấn coi ngô diên ngô đại nhân là thần tài và lại các lão gia phú quý cả ngày du rú trong nhà của bốn họ mười tộc đối với vị ngô đại nhân còn trẻ hơn họ một đời thậm chí là hai đời này hành vi cử chỉ rất tôn kính trong lời nói còn lộ ra vẻ thân cận như quan dân cá nước về phần ánh mắt thì càng vi diệu hơn đây phải lấy lòng bách tính trấn nhỏ mắt không mù cho dù là ếch ngồi đáy giếng kiến thức nông cạn thì bản dự sát ngôn quan sát cũng không kém huyện lệnh ngô diên hiện tại khiến gia chủ của vốn họ mười tàu phải ra mặt thuê năm sáu trăm thanh niên khỏe mạnh của trấn nhỏ vào núi đồn củi khuân vác rời núi vì thế viễn mạc phong còn đặc biệt tạc ra một khe trượt bởi vì rất nhiều gỗ to làm đòn sông cột hành lang chỉ dựa vào sức người để khiêng xuống núi thì quá tốn thời gian và tốn sức cho nên có thể để vào khe trượt đó một cây gỗ lớn sẽ tự trôi xuống chân núi có điều vì vậy mà viễn mạc phong giống như ở trên mặt bị người ta rạch ra một vết sẹo trừ vào núi còn có xuống nước rất nhiều nam tử cu ly của trấn nhỏ từ bên suối nhỏ đào cắt vận đá ở cửa thành đông trấn nhỏ làm vị trí của kiến trúc huyện nhà kéo sập căn nhà đất của trịnh đại phong đâm nền lại ngay cả hàng rào gỗ đã chịu bao nhiêu trận mưa gió cũng tháo rỡ toàn bộ khi trần bình an rời núi không lựa chọn đường nhỏ quanh có khúc khuỷu dưỡng núi mà trực tiếp dẫm lên đá ở khe suối nhảy xuống hạ du như vậy có thể bớt được rất nhiều thời gian một số bách tính của trấn nhỏ nhìn thấy thiếu niên thiếu niên lưng đao sọt cũng không ngạc nhiên phần lớn đều biết là ngõ nê bình có cô nhi từ nhỏ đã giỏi hái thuốc và đốt than vào núi như khỉ chẳng ai đuổi kịp trần bình an dừng lại ở điểm hội hợp của hai con suối vốn là đi xuống thêm hai trượng có một dốc đá gồ ghề có một đoàn người đang tụ tập trên mỗi tảng đá nhô ra khỏi mặt nước ở gần bờ và dốc đá đều có một nam tử thanh niên dáng người khôi ngô đang đứng bên hông dắt một thanh bội đao vào đao quấn tơ vàng mặc trường bào màu đen sạch sẽ gọn gàng khoác một lớp xa mỏng màu, màu xanh bên ngoài cột tóc cài châm cả người tỏa ra khí tức sắc bén trong nháy mắt thiếu niên giày rơm xuất hiện hai người không hẹn mà cùng đột nhiên di rời tầm mắt nhìn chăm chăm trần bình an vừa hoành không xuất thế tay đặt lên chuôi đao trần bình an lưng đao sò thuốc đứng yên bất động sắc mặt như thường thiếu niên trước sau đã trải qua hai lần liều mạng ở ngõ nhỏ với thái kim giàn phù nam hoa dưới sự đuổi giết của vận giữ núi chính dương sơn chạy trốn xung quanh cuối cùng còn cùng mã khổ huyền chém giết từng đôi ở thần thiên phần đối thủ không phải người trong những thần tiên cao cao tại thượng thì cũng chính là dị trùng đất hoang thân kinh bách chiến hoặc là người may mắn được thiên mệnh hướng về nhưng Trần Bình An đến cuối cùng vẫn sống sót, cho nên ánh mắt âm trầm của hai gã nam tử đao bội đao có thể khiến bách tính phố phường nơm nớp lo sợ, nhưng lại không thể khiến Trần Bình An sinh ra dao động. Có điều Trần Bình An không muốn nhiên đâm ngang, vừa định lên bờ rồi dọc theo sơn đạo ven khe suối về chấn nhỏ thì phát hiện một nam tử trẻ tuổi được mọi người vây quanh, cười cười nói với tùy tùng đao bội đao đứng dưới suối, người sau lập tức buông tay đang đặt trên đao, nam tử trẻ tuổi đang ngồi xếp bằng chậm rãi đứng dậy, không ngờ so với hai gã tùy tùng đao bội đao thì còn cao hơn nửa cái đầu da thịt trắng nõn giống như nữ tử khuôn mặt lộ vẻ da âm nhu hắn vẫy tay với trần bình an đổi tiếng địa phương của trấn nhỏ thần sắc ôn hòa cười nói đừng sợ người cứ tiếp tục theo lộ tuyến ban đầu mà đi chúng ta không phải là người xấu tiếng của trấn nhỏ nói hơi tối nghĩa ngắc ngứ có điều trần bình an vẫn nghe thấy rất rõ do dự một chút trần bình an mỉm cười với nam tử cao lớn kia sau đó vươn tay ra chỉ chỉ lên bờ ý bảo mình sắp lên bờ sẽ không quấy rầy bọn họ không đợi nam nhân nói đó nói gì trần bình an nhảy mấy cái nhanh chóng gọn gàng lên bờ thân ảnh gầy yếu rất nhanh biến mất trên đường nhỏ giữa rừng cây cối um ùm um. nam tử trông hơi giống nữ nhân đó thu tay lại tá tá bên cạnh nhịn cười nam nhân lúng túng nói thiếu niên hái thuốc đó thân thủ không tầm thường nhìn thấy chưa ta đã nói nơi này địa linh nhân kiệt cho nên các ngươi đừng oán giận là nơi này không phồn hoa như kinh thành địa phương nhỏ có hiền tài của địa phương nhỏ không nói còn đỡ vị quan phụ mẫu này giấu đầu lòi đuôi lập tức rước lấy một trận cười to nam tử cao lớn chính là thần tài ngô diên trong mắt bách tính trấn nhỏ quan đốc tạo dư vụ kiêm nhiệm huyện lệnh đầu tiên của long tuyền đối mặt với sự cười nhạo của các thuộc hạ cũng không giận mà ngồi xuống tiếp tục đề tài lúc trước huyện nhà long tuyền văn xương các võ thánh miếu thành hoàng miếu những kiếm trúc này chỉ biển thôi linh tinh giải rác cũng cần ít nhất 15 màu sáu tấm bệ hạ đối với việc ly châu động thiên lần này yên ổn rơi xuống thuận lợi giáp giới với bản đồ đại ly duy trì toàn cảnh địa lý bảy tám phần không ngờ không xuất hiện một lần châu đất xoay người cho nên mặt rồng dạng rỡ ngự ban một khối biển ôn cố tri tân cho văn xương các khi ngô diên nói tới đây một người trẻ tuổi phong nhã thanh giật mỉm cười nói ngô đại nhân người không giúp huyện nha chúng ta xin bệ hạ một bức mặc bảo à ngô diên giận dữ nói có xin chứ sao lại không xin nhưng bệ hạ không đáp ứng thì ta biết làm sao cái này cũng không trách được bệ hạ dù sao một tòa huyện nha nho nhỏ nếu được bệ hạ kim bút ngựa ban vậy thì bảo nhiều các quận thủ thứ sử biên giới sẽ sống thế nào ta sau còn lăn lộn được ở quan trường nữa không mọi người cười hiểu ý Ngô Diên an ủi mọi người cũng may Lưu Tiên Sinh và Tề Đại Tế Tử Quốc Tử Giám đã đáp ứng, đến lúc đó sẽ sai người mang tới hai tấm biển, phân biệt treo ở huyện Nha và Võ Thánh Miếu. Vấn đề hiện tại là ở Văn Xương các vẫn còn thiếu hai tấm, ở Thành Hoàng Miếu cũng thiếu hai tấm, hay là các vị đang ngồi đây nghĩ biện pháp đi, chẳng lẽ thật muốn ta tự mình đề bút à? Với chữ viết như run của ta, ngay cả tiên sinh nhà ta cũng cảm thấy tuyệt vọng, đương nhiên, các ngươi nếu không ngại mất mặt thì ta đương nhiên cũng đồng ý thôi một lần cơ hội duy nhất trong đời có thể đem mặc bảo của mình chế thành bằng thư biển ngày cuối cùng cũng tới rồi người trẻ tuổi khí chất không tầm thường kia nghĩ nghĩ ta sẽ viết một phong thơ cho tổ phụ vậy tổ phụ nhà ta và vị bạch cầu tiên sinh lánh đời kia có quan hệ không tồi xem có thể nghĩ biện pháp làm vẻ vang thể diện của ngô đại nhân chúng ta hay không ngô diên vỗ vỗ vai hắn vậy bản quan giao thể diện của mình cho ngươi đấy nếu vạn nhất không đủ biển thể diện của huyện lệnh đại nhân ta chẳng khác nào là vứt xuống đất không nhặt lên được đến lúc đó cứ tìm ngươi mà hỏi tội thôi người trẻ tuổi sắc mặt cứng đờ cảm thấy mình như vừa tự đào hố chui xuống. Mấy vị đồng liêu tuổi tác cách biệt không lớn còn lại đều tỏ vẻ đồng tình. Tính cách của vị ngô đại nhân này của chúng ta chính là có tiếng thuận cột bò lên, chỉ cho chút mặt mũi là dám mở phường nhộm lớn nhất ở Kinh Thành luôn. Ngươi dám so đấu ai ra mặt dày hơn với hắn à? Người trẻ tuổi quan khí không nặng này, trên người đều có một chức quan thịnh hành ở vương triều Bắc Bộ Đông Bảo Bình Châu, thư ký lang. Chức quan này chia hai loại văn võ, văn thư ký lang, giống như phụ tá mưu sĩ, bài mưu tính kế, bài ưu giải nan cho chủ quan võ thư ký lang thì chính là hai gã thanh niên cao lớn hồng rát bội đao tơ vàng đảm nhiệm tùy tùng cận thân bảo vệ an toàn cho chủ quan có điều chức thư ký lang thuộc về giai tầng quan lại nhỏ không được đưa vào chính quan thanh lưu của triều đình để từ thế ra hào phiệt xuất sĩ thường thường sẽ do môn khách cung phụng mà gia tộc mời hoặc là thuê đảm nhiệm văn võ thư ký lang đương nhiên triều đình cũng có danh ngạch rõ ràng nhân số từ hai người đến 20 người đều như nhau được lĩnh bổng lộc của đại ly ngô diên xuất thân hàn tộc tự mình không mời được thư ký lang những thư ký lang này đều là triều đình phân phối có điều long tuyền huyện trên bản đồ đại ly chẳng qua chỉ là huyện lớn ngay cả quận cũng không được tính vốn chỉ có thể phân phối cho văn võ thư ký làng mỗi bên một người nhưng hai gã võ thư ký làng vỏ đao cuốn tơ vàng rõ ràng là cao thủ quân đội đại ly công huân chắc tuyệt nếu không thì căn bản không có tư cách đeo vội đao này kỳ thật ngô diên có thể xuất nhiệm làm quan phụ mẫu đầu tiên của huyện long tuyền đại ly cũng đã tự chứng tỏ được nhiều vấn đề Ân sư thụ nghiệp của huyện lệnh trẻ tuổi này là quốc sư đại ly có tên hiệu tú hổ cha vợ tương lai của hắn là một vị thượng trụ quốc nửa đời ngồi trên lưng ngựa chinh chiến ở biên cảnh đại ly. Sau khi vui đùa, Ngô Diên nghiêm mặt nói: bốn tòa kiến trúc này lượng công trình đã rất lớn rồi. Hú hồ thần tiên phần là tuyển chỉ của từ sơn cũ. Bên chấn nhỏ từ thánh nhân nguyễn sư đến bốn họ mười tộc ngõ đảo diệp phố phúc lộc rất hẹn ngầm ứng phó cho có lệ. Hiển nhiên tiếp theo sẽ không được thuận lợi, có va chạm nhưng đại sự và chuyện phiền toái thật sự vẫn là tiếp theo lễ bộ triều đình khâm thiên giám và thư viện ba phía sẽ tề tụ ở đây tiến hành phong sơn thần hà bá nếu không phải chuyện sơn nhạc chính thần lực cản phải chịu thật sự quá lớn khiến bệ hạ cũng có chút do dự nếu không ngay cả bệ hạ cũng sẽ ngựa giá đích thân tới huyện long tuyền chúng ta đấy ngô diên nhìn thấy sắc mặt của bọn họ ai nấy đều ngưng trọng liền lấy bánh khô ra cắn thoải mái trêu ghẹo tòa đại miếu sơn nhạc đại thần này cuối cùng có thể xây trên trên phi vân sơn ở cảnh ngợi chúng ta quản hạt có thể trở thành bắc nhạc mới của đại ly hay không thì không phải là chuyện mà chúng ta có thể nhúng tay chúng ta chính là tôm tép trong huyện nhà cho nên đừng có bận tâm nhiều tâm tình của những người chung quanh trở nên tốt hơn một chút ngô diên lặng lẽ ăn bánh nói có tin tức vừa là tin tức tốt vừa là tin tức xấu sau khi vương triều lô thị bị tiêu diệt an trí cho những di dân mất nước này như thế nào vẫn là vấn đề lớn huyện long tuyền chúng ta tiếp theo sẽ tiếp nhận năm ngàn đến một vạn hình đô kẻ có tội người lòng hỗn tạp tam giáo cửu lưu đều có cho nên quân đội đại ly sẽ giám sát nghiêm mật phụ trách di chuyển đám hình đầu này tới đây điều này đối với chúng ta mà nói thì vừa có lợi vừa có hại lợi là huyện long tuyền cuối cùng cũng có chút sơ hình của huyện lớn chỗ hại chính là chứng khí mù mịt khiến cho chúng ta vốn đã không quen nhân sinh địa càng không thể xuống tay không thể không ra sức lôi kéo những địa đầu già lựa chọn ở lại chấn nhỏ người trẻ tuổi xuất thân thế gia lại làm thư ký lang hỏi có chia ra để trị những đại tộc này không ngô diên không chút do dự lắc đầu khó lắm vừa mới tới thì ai chịu tin chúng ta chứ ngô diên trầm giọng nói so với khéo quá hóa vụng đả thảo kinh xà chẳng thảo cứ từ từ mà tiến chúng ta đi tới địa phương phức tạp có lịch sử cực kỳ sâu xa này chư vị tất nhiên là theo ngô diên ta cùng tranh thủ tiền đồ cầm tú nhưng chúng ta cũng phải làm rõ một việc tôi luyện dưới đại khốn cảnh mới có thể đổi lấy đại phú quý cho nên nếu ai các ngươi nếu ai muốn một hai năm đã thăng quan phát tài ta cảm thấy hiện tại có thể quay đầu trở về rồi đấy Lộ phí ngô diên ta sẽ lo sáu vị văn võ thư ký lang thần sắc kiên nghị không ai có tâm tư sợ khó lùi bước ngô diên nói khẽ nhớ lấy chớ có làm việc một cách nóng vội đây cũng không phải là ngô diên nói suông mà là vừa tiến vào trấn nhỏ chưa được bao lâu hắn đã ăn phải quả đắng lúc ấy xuất động thế lực quan phương của đại ly để chấn áp vị luyện khí sĩ tử yên hà kia là ngô diên hắn khư khư cố chấp chấp nhận mạo hiểm bị triều đình trách hỏi quyết đoán tiền trảm hậu tấu ý đồ dùng cái này để phá vỡ cục diện bế tắc trước tiên giành lấy hạo cảm của nguyễn sư tiện đà mượn thế của thánh nhân để ép bốn họ mười tộc của trấn nhỏ sự thật chứng minh bên hoàng đế không truy trách nhưng phản ứng của thánh nhân nguyễn sư lúc ấy lại khiến ngô diên mồ hôi ướt đẫm hận không thể tự tát cho mình một cái có người tò mò hỏi những hình đồ di dân này là dùng để làm cu ly cho các luyện khí sĩ giúp đỡ khai phá núi hoang à ngô diên gật đầu nói ngoài ra quan phương triều đình còn có thể để luyện khí sĩ đưa hai con kim tiến viên nhỏ tuổi tới đây cộng với giáp sĩ dỡ núi và khôi lỗi phá núi của đạo môn phù lục phái tranh thủ trong 10 năm mở mang hơn 60 tòa núi đó chủ miếu đạo quan đình đài lâu các cái gì cần có đều có bạn đang xem kiếm like tại kênh youtube di các phim những người trẻ tuổi bên cạnh ngô diên toàn bộ đều lộ vẻ khát khao bên trấn nhỏ bình địa nơi nào cũng là nhà cao trong thâm sơn đầy rẫy những tòa phủ đệ thành tiên mọi người nhìn nhau cười hiểu ý bọn họ là một tốp quan lại thượng đẳng trong lịch sử huyện long tuyền đã định trước là sẽ được ghi vào trong sử sách nào dám không ra sức đồng lòng trung thành cống hiến cho ngô diên đã định trước là tiền đầu rộng lớn đỉnh phi vân sơn thiếu niên giữa chán có nốt rồi vung tay áo biển mây giữa sườn núi bị gạt sang hai bên nhìn ra xa nơi tầm mắt tầm mắt xuất hiện một chiếc xe bò và một chiếc xe ngựa hắn cười khoái trá đánh cuộc thì đánh cuộc tề tĩnh xuân ta muốn cuộc thắng trận này như vậy hai nén hương khói người người khổ tâm để lại sẽ triệt để đoạn tuyệt đáng thương đáng thương giữa hai ngón tay thiếu niên kẹp một con dấu khắc bốn chữ thiên hạ nghênh xuân thiếu niên đang cười tung tìm đột nhiên phát lực con dấu nứt vỡ hóa thành bột mịn nhanh chóng tiêu tán trong thiên địa sở dĩ dễ dàng bóp nát con dấu như vậy nguyên nhân là ở chân ý của bốn chữ bên trong như lòng người đã lạnh thất vọng đến cực điểm, cho nên sớm tự động tiêu tán. Hắn nhanh chóng thu hồi tầm mắt, cuối cùng nhìn thấy một thiếu niên lưng đao sọt, một mình chạy về trấn nhỏ. Sau khi Trần Bình An rời núi, trước tiên tới lò rèn, cầu đá vòng đi qua cầu đá vòng, hai tay thiếu niên chấp thành chữ thập, cúi đầu bước nhanh mà đi, thần sắc vô cùng trang trọng thành khẩn, miệng thì thầm, lão thần tiên có gì thì từ từ nói, ngàn vạn đừng đánh người, nếu có thỉnh cầu gì, có thể buổi tối báo mộng cho ta, tốt nhất đừng báo giữ ban ngày ban mặt, ta thật sự sợ lắm. May mà khi đi tới đầu kia cầu đá, Trần Bình An vẫn bình yên vô sự, thiếu niên lập tức mặt mày hớn hở, hối hả chạy đi tìm Nguyễn sư phó và Nguyễn Tú, thiếu niên không biết tư vị của buồn, Nguyễn Cung vẫn ở dưới mái hiên chiêu đã Trần Bình An, mỗi người ngồi trên một cái ghế trúc, Nguyễn Tú thì đứng ở phía sau cha nàng ta, vẻ mặt vui sướng, Nguyễn Cung thấy thiếu niên giày rơm người đầy bụi đất, rụt rè thả sọt xuống trước người, lại nhẹ nhàng từ dưới đống thảo dược chất đầy nửa cái sọt, lấy ra hai bức bản đồ địa thế sông núi khi đưa cho hắn thì ái nái nói khi tới thiêu đăng sơn sơn đạo bị một thác nước lớn cản lại tạo gần hồ sâu dưới thác bước tìm chỗ để giấu sọt còn lót cành cây để che gió chắn mưa không ngờ đi đến thác nước thác nước không được bao lâu thì trời đổ mưa to mưa thật sự quá to chờ ta xuống tới nơi thì khung cây đã bị sập sọt và bọc hành lý bị mưa làm ướt cũng may hai tấm bản đồ dùng giấy mỡ bỏ bọc khá kín sau khi mưa tạnh ta lấy ra xem bản đồ chỉ bị ướt ở góc nhưng sau khi phơi khô vẫn để lại vết nguyễn cung mở vài túi vải và mỡ bỏ giấy phát hiện hai tấm bức bản đồ phẩm tướng cơ hồ là hoàn hảo vô khuyết còn chút hư hại căn bản có thể bỏ qua hơn nữa chỉ là hai tấm bản đồ chép lại cho nên bên đốc tạo thự diêu vụ vào huyện nha long tuyển căn bản là không có ý đòi lại nhưng nguyễn cung không muốn lấy chân tướng này ra để an ủi thiếu niên liếc nhìn trần bình an đang đứng co quắp bất an ở trước người mình hỏi trời đang mưa to mà từ trên thác long tư thiêu đăng sơn bỏ xuống người muốn chết à trần bình an cười cười không nói gì nguyễn cung phất tay ý bảo thiếu niên ngồi lại chỗ đừng đứng trước mặt mình làm chướng mắt Trần Bình An ngồi lại cái ghế trúc xanh biếc, sau khi hắn trả lại hai tấm bản đồ cho Nguyễn Sư Phó, cả người cuối cùng cũng như chút được gánh nặng, trên đường đi nếu không phải lo làm hỏng hai tấm bản đồ quý giá, hắn lần này vào núi rời núi ít nhất có thể tiết kiệm được thời gian 3 4 ngày, hơn nữa ở với nhau lâu như vậy, thiếu niên luôn nhớ tình xưa kỳ thật ở sâu trong lòng cũng thấy tiếc nuối hai tấm bản đồ, mỗi khi thời tiết sáng sủa, liền thích chọn một nơi có tầm nhìn trống trải nhất, sau đó mở hai tấm bản đồ, dõi mắt nhìn núi sông xa xa, sau đó lại cúi đầu nhìn bản đồ, hơn nửa tháng qua, Trần Bình An cảm thấy mình sống một cách phong phú chưa từng có. Nguyễn Cung đột nhiên vứt hai tấm bản đồ đó cho Trần Bình An ghế ngồi không tồi, lát nữa làm thêm hai cái đi, bản đồ này coi như là thủ lao, tặng cho người. Tuy Nguyễn Cung không thích thiếu niên ngõ nê bình này, nhưng Nguyễn Cung vẫn không đến mức bởi vậy phủ định toàn bộ Trần Bình An. Nguyễn Cung hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đó, trong cơn mưa to tầm tã, thiếu niên gầy gò lòng nóng như lửa đốt dọc theo thác nước bò xuống, chỉ để thấy hai tấm bản đồ được nguyên vẹn thì mới yên tâm. Đương nhiên, trong mắt Nguyễn Cung, loại hành vi này không hề anh hùng khí khái chút nào ngược lại còn rất cứng ngắc cổ hủ nói thật so sánh với thiếu niên khổ sở này nguyễn cung thích hoàng tử đại lý tống tập tân tuổi còn nhỏ mà đã biết nhìn thời nhìn thế hơn hoặc là lưu tiện dương trời xanh tính tình vui tươi vạn sự không buồn cho dù là mã khổ huyền tài năng lộ rõ cũng có rất nhiều chỗ đáng khen thậm chí là hạt giống đọc sách triệu diêu từ nhỏ đã đi theo bên cạnh tề tĩnh xuân cũng không cứng nhắc như trần bình an sở dĩ lâm thời thay đổi chủ ý lấy cớ tặng bản đồ cho trần bình an kỳ thật là quyết tâm muốn phân rõ giới hạn với thiếu niên này lò rèn có thể thu nạp hắn làm học đồ đúc kiếm nhưng tuyệt đối sẽ không cho hắn trở thành đệ tử khai sơn của mình sau này mình làm theo lời hứa che chở cho những đỉnh núi mà hắn đã mua nhưng tiểu tử này tuyệt đối đừng hòng có bất kỳ dính dáng gì tới quê nữ của mình kỳ thật nói đến cùng nguyễn cung không phải là vì xuất thân mà coi thường trần bình an mà là đạo bất đồng bất tương vi mưu đồ đệ của nguyễn cung phải người trong đồng đạo của hắn hai bên sẽ vừa là thầy vừa là bạn có thể liên thủ tạo ra thịnh thế ngàn năm cho tông môn cho nên tính tình hợp nhau là rất quan trọng. Trần Bình An tất nhiên không biết Nguyễn Sư Phó nghĩ xa tới vậy, thiếu niên chỉ nhận lận bản đồ, ôm vào lòng, hỏi, nhà quả đốc tạo đại nhân của nhà thự liệu có nói gì không? Nguyễn Cung cười lạnh nói, ít nhất trong 60 năm, ta sẽ là thái thượng hoàng của huyện Long Tuyền này, cho nên quy củ của ta là lớn nhất. Nguyễn Tú nói thầm, cha, nào có ai tự dắt vàng lên mặt mình như vậy? Đối với sự chọc ngoái của nữ nhi, Nguyễn Cung ngoảnh mặt làm ngơ, trầm giọng nói với Trần Bình An, nói chính sự đi, Người cuối cùng lựa chọn năm tòa núi nào Trần Bình An theo bản năng ngồi thẳng lên chung quanh thần Tú Sơn ta lựa chọn ba tòa, Bảo Lục Sơn, Thải Vân Phong, Tiên Thảo Sơn, Nguyễn Cung gật đầu ánh mắt coi như không tồi, Bảo Lục Sơn chiếm diện tích rất lớn, thuộc loại đứng đầu trong hơn 60 tòa núi, hơn nữa không phải là thùng rỗng, nếu ta không phải vì nghĩ cho tòa đại trận hộ Sơn sau này, chắc cũng bỏ qua hoành sóc phong mà lựa chọn Bảo Lục Sơn, dù sao trong núi sông ngàn dạm này, trừ phi là dân Thần Tọa Trấn hoặc là có dấu bí bảo. Ai chiếm diện tích lớn hơn thì linh khí của người đánh nhiều hơn, khẳng định cũng chiếm nhiều tiện nghi hơn. Tiên Thảo Sơn là một tòa bảo địa phong thủy duy nhất có hy vọng sinh ra thảo mục tinh mị. chỉ tiếc diện tích quá nhỏ, cho dù là xuất hiện một cái thì nền móng vào phẩm tướng chắc cũng không tốt lắm. Đạo lý rất đơn giản, hồ nước nhỏ nhỏ làm sao dưỡng ra được một con dao long to. Về phần Thải Vân Phong, khá là bình thường, trừ địa thế cao, phong cảnh đẹp ra thì không có bao nhiêu ích lợi đối với chuyện tu hành, trừ phi người có bản lĩnh từ Vân Hà Sơn tạo ra Vân Can Thạch, an trí ở mấy khiếu huyệt sơn mạch của Thải Vân Phong mới có khả năng là một vụ mua bán lời người đã tới xem hồ nước ở Hoàng Hồ Sơn chưa? Câu hỏi cuối cùng của Nguyễn Cung Trần Bình An gần người xem rồi, người tiếp tục đi, hai ngọn còn lại là gì? Nguyễn Cung điểm đến là rừng, không tiếp tục đề tài trước đó nữa, đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, không thể tiếp tục tiết lộ huyền cơ. Bởi vì hồ nhỏ ở Hoàng Hồ Sơn có hiệu quả cũng giống như tiên thảo Sơn, chỗ bất đồng là ở tiên thảo Sơn có hy vọng xuất hiện thảo mộc tinh mị, Hoàng Hồ Sơn thì bàn cứ một con mãng xà to cỡ miệng giếng, là địa đầu xà danh phủ kỳ thực, chỉ là trong một trận chiến tranh nước với một con cá trạch mà bị thua mất đi đại đạo đã gần trong gang tấc nhưng cái kỳ diệu của đại đạo là không tuyệt đường ai hiện giờ ly châu động thiên thoát phá rơi xuống cá chép màu vàng bị long vương lâu tóm tới đại tùy hóa thành rồng lửa trong vòng tay của nguyễn tú mà cá chạch bên cạnh tiệt giang chân quân lưu trí mậu rồng gỗ được triệu diêu vẽ rồng điểm mắt cộng với thản lằn màu vàng đất dù chết cũng phải đi theo vương chu năm cái thứ này chính là ly tiểu châu động thiên ba ngàn năm sau tầm sắp thọ trung chính tầm thật sự tích lũy năm phần đại cơ duyên về phần những linh khí pháp bảo như hồ lô dưỡng kiếm kính chiếu yêu đương nhiên khẳng định sẽ không kém nhưng so với năm phần khí vận phúc duyên rõ ràng đó thì vẫn kém rất nhiều mà đại mãng hoàng hồ sơn hiện giờ ngược lại nhiều họa được phúc trong phạm vi ngàn dặm đã không có đối thủ có thể tranh chấp với nó một phát trở thành bá chủ hùng cứ một phương sau này sơn thần hạ bá sau khi vào đó chỉ cần đại mãng này thức thời một chút đã có thể được một vị trong đó chưa an tới dưới trướng sau khi có được bùa hộ mệnh của quan phủ triều đình đại ly nói không chừng từ dày về sau chính là một mảng tiền đồ bằng phẳng thật sự bước lên con đường tu hành trần bình an nói ta tính mua Trân Châu Sơn và Lạc Phách Sơn. Nguyễn Cung ngẩn người, tò mò hỏi, Trân Châu Sơn thì thôi, một đồng tiền đón xuân mà thôi, có thể nói ngàn vàng khó mua sự an tâm, nhưng Lạc Phách Sơn sao ngươi lại nhìn chúng được. Theo lý thì núi này ở biên cảnh Tây Nam huyện Long Tuyền Đại Ly, dựa theo hành trình của ngươi khẳng định là không đi qua, trước kia lại là núi bị Đại Ly niêm phong, ngươi chỉ bằng vào cái tên mà lựa chọn nó à, Trần Bình An có chút xấu hổ, không muốn nói ra nguyên nhân. Lúc ấy Trần Bình An bày bản đồ ra, do dự rốt cuộc sẽ lựa chọn ngọn núi nào, Đại Sơn có một chim bay xẹt qua từ đỉnh đầu, không ngờ ỉa luôn lên bản đồ, Trần Bình An vội vàng lao đi, phát hiện chỗ bị chim ỉa lúc trước vừa đúng ba chữ Lạc Phách Sơn, Trần Bình An không nghĩ nhiều, dứt khoát lựa chọn Lạc Phách Sơn, cũng chẳng bận tâm tên núi có xui hay không xui, Diêu lão đầu từng nói, trong sơn thủy đều có thần linh, cho nên Trần Bình An coi như là một lần ám chỉ của sơn thần lão ra đi, Nguyễn Cung nghĩ nghĩ lựa chọn Lạc Phách Sơn, không phải không được, vậy quyết định thế đi. Lạc Phách Sơn, Bảo Lục Sơn, Tiên Thảo Sơn, Thải Vân Phong, Trân Châu Sơn, năm ngọn núi, trong kỳ hạn 300 năm, người cho dù đào rỗng toàn bộ một ngọn núi nào cũng không ai cản, tất cả sản vật trên núi, bất kể cỏ cây linh dược hay là chim bay cá nhảy, thậm chí là bí bảo ngẫu nhiên có được, đều thuộc về tên người được viết trên khế ước ra phản núi sông Đại Ly. Trần Bình An gật đầu nói, hiểu rồi. Nguyễn Cung Kiên nhẫn nói, nhu phải chú ý một số việc, một là trước khi người chết, phải thông qua huyện Nha Long Tuyền báo tin với triều đình Đại Ly ngươi cần đổi tên một người hoặc là một số người sẽ kế thừa nam ngọn núi này đương nhiên đại ly đại ly sẽ gửi một hồ sơ bí mật ngươi có thể phân biệt viết xuống người thừa kế di sản vì là ngươi một ngày nào đó ngươi chết bất đắc kỳ tử trước khi chết chưa kịp được gì trúc bàn giao hậu sự một là trong 300 năm nếu ngươi muốn bán núi không phải tùy thời tùy chỗ đều có thể quyết định phải thông qua ít nhất phương thế lực của quan phủ đại ly gật đầu đáp ứng giao dịch mới có thể được thực hiện hơn nữa ta không khuyến khích ngươi bán những ngọn núi này bởi vì ngươi bất kể là bán ra với giá cao thế nào thì cuối cùng ngươi cũng sẽ phát hiện mình thiệt tuy nguyễn cung là thánh nhân binh gia tọa trấn một phương lại cùng một thiếu niên ngõ hẹp đột nhiên trở nên giàu có cùng ngồi cùng ăn thảo luận sự vụ nhìn thì hoang đường nhưng kỳ thực rất hợp tình hợp lý liên quan tới nghiệp lớn thiên thu khai sơn lập phái còn cả cơ hội cho khuê nữ nhà mình chứng đạo cho nên nguyễn cung không thể không tận tình khuyên bảo hận không thể xếp nhỏ tất cả đạo lý ra rồi giải thích cho thiếu niên trước mắt nghe nguyễn cung hỏi trần bình an còn gì muốn hỏi nữa không Trần Bình An lắc đầu cười nói, không ạ. À. Nguyễn Cung gật đầu nói, thế cứ vậy đã, ta chắc người vẫn còn lại chút tiền đồng, lát nữa ta sẽ giúp người để ý giao dịch cửa hàng ở trấn nhỏ, người cũng có thể thừa cơ mà bắt đầu, nhưng tham quá ăn không hết. Sau này này thế lực bát phương trấn nhỏ ngư lòng hỗn tạp, người mua hai cửa hàng lâu đời có căn cơ tương đối dày là được rồi. Trần Bình An Trần Bình An hơi đỏ lên cảm ơn Nguyễn Sư Phó. Nguyễn Cung cười tự diễu, quân tử hoài đức, tiểu nhân hoài thổ. Trần Bình An có chút nghi hoặc, bởi vì không hiểu những lời này là có ý gì. Nguyễn Cung phất tay đổi người, nói, đi làm việc của ngươi đi, đừng quan tâm tới những cái khóc gió than mưa này nữa, huống chi tuổi ngươi vẫn còn nhớ, vốn chưa đến lúc có thể bàn về hoài bão, cảnh giới. Trần Bình An đứng lên, khiêng sọt, đột nhiên nghe thấy Nguyễn Cung nói một câu không đầu không đôi sau khi tể tiên sinh đi rồi, thỉnh thoảng nhớ tới tể tiên sinh một chút, đương nhiên cũng không sao, chuyện thường tình của con người thôi, nhưng đừng để cho mình hãm sâu quá, càng đừng tìm kiếm tới cùng, đợi sau khi mua năm ngọn núi và hai cửa hàng rồi, ngươi cứ thoải mái mà nằm chơi lấy tiền cưới vợ sinh con, khai chi tán diệp, cũng coi như làm dạng dỡ tổ tông. Nguyễn Cung ta cũng được, triều đình đại ly cũng thế, đều sẽ trông chừng ngươi và sản nghiệp của ngươi. Cứ như tên của ngươi, bình an là quan trọng nhất, nói không chừng sau này thời đến chuyển vận, bước lên con đường tu hành cũng không phải là không có cơ hội. Trần Bình An im lặng rời đi, sau khi thiếu niên rời khỏi cửa hàng, Nguyễn Tú ngồi trên trúc ghế, hỏi, cha, câu đó của cha là có ý gì? Nguyễn Cung lạnh lùng nói, ý là, tiểu nhân cảnh giới tư tưởng không bằng quân tử chỉ biết một lòng một dạng nghĩ tới nơi an nhàn nguyễn tú kỳ quái nói thế thì có gì là sai ấm chỗ ngại đổi ai mà trả thế sao lại nói là tiểu nhân những lời này là ai nói thế cảm thấy cảm thấy không giảng đạo lý chút nào cả sắc mặt nguyễn cung tối sầm nói khẽ cho nên thánh nhân nho ra còn nói chỗ ta an tâm nhất là quê nhà của ta nguyễn tú thở phì phì nói người đọc sách đúng là đáng giận đạo lý trên đời này toàn bị họ nói hết nguyễn cung nói tú tú đây cũng không phải là lý do để ngươi không chịu đọc sách thiếu nữ tết tóc đuôi gựa ồ một tiếng vội vàng đứng dậy nói cha ta sao đột nhiên lại thấy khỏe quá ta đi đả thiết đây trần bình an chạy tới cửa hàng dương ra đưa hơn nửa sọt thảo dừa các màu cho điếm tiểu nhị khoảng được gần một cân trần bình an kiếm được hai lượng bạc kỳ thật rất nhiều thảo dược hiếm lạ đều là trần bình an bán cho cửa hàng một số thảo dược điếm tiểu nhị trẻ tuổi căn bản không nhận ra được kỳ thật là dương lão đầu có chức coi trọng dược liệu quan trọng những hoa hoa cỏ cỏ này mới là đáng giá thật sự nhưng trần bình an lần này vào núi hái thuốc vốn là thuận tay mà làm căn bản không định kiếm tiền trên thực tế sau khi trần bình an học được vào núi đốt than cơ hồ nhiều lần bán thuốc cho điếm tiểu nhị cửa hàng dương ra trừ bán cho hán tử hàm hậu tên là lý nhị của cửa hàng ra mấy mươi lần còn lại đều chịu thiệt dương lão đầu cũng không lấy không dược liệu của trần bình an nếu trần bình an tặng không cho cửa hàng sẽ bị dương lão đầu ném ra đường mà nếu bán cho tiểu nhị trong cửa hàng hoặc là lăng trung trông hàng như vậy bất kể là giá thế nào dương lão đầu tính tỉnh cổ quái thấy cũng chẳng bận tâm lần này trần bình an nhìn thấy nhìn thấy dương lão đầu sau khi ra khỏi cửa hàng, Trần Bình An phát hiện trên đường rất nhiều người đều đang nhao nhao nghị luận, nói về chuyện bàng giải bài phường có đại sự xảy ra, nói là Tống Đại Nhân Lão quan giám tạo trước khi từ nhiệm bỏ tiền ra xây lang kiều vừa phong quang trở lại chấn nhỏ, hơn nữa lần này là dùng thân phận lang trung lễ bộ, dẫn theo một đám quan lão ra nho nhã huy phong bắt diện, nhìn chúng bốn tấm biển chữ của bàng giải phường, dù sao cũng là đều người đọc sách, có thể hiểu được, nhưng không biết vì sao, sau khi bên nhà quan đốc tạo có được tin tức, lập tức liền hớt hải vào núi thông trì cho vị ngô đại nhân vốn định tới viễn mạc phong kiểm tra việc đốn củi sau đó vị thần tài này liền dẫn theo phụ tá tá lại vội vã ra khỏi núi ngăn cản đoàn người lão tiền bối quan trường tống đại nhân trần bình an đang rảnh rỗi liền thuận theo dòng người đi tới đền thờ đứng xa xa ngoài đám người nhìn thấy dưới bốn tấm biển của bài phường dựng tám cây thang hai bên trái phải mỗi tấm biển dựng một cây nhưng chỉ có hai bên tấm biển đương nhân bất nhượng việc nhân đức không nhường ai là có hai vị nho sĩ đứng một người lớn tuổi trong đó đang cúi đầu giống như là đang nói với ai đó ở dưới chân dùng nhã ngôn quan phương đại ly gian dạy gì đó có người vỗ vai trần bình an cười ha ha nói trần bình an khéo thế người cũng tới xe mà trần bình an quay đầu nhìn là thiếu niên lắm lời giữa chán có nốt ruồi kia thật sự là chỉ sợ hắn lại lải nhải nhiều liền bảo xem cho vui thôi cũng không hiểu họ đang nói gì giờ về nhà đây thiếu niên bộ dạng thanh nhã cười nói đừng ngươi nghe không hiểu thì ta có thể để giải thích cho ngươi mà chuyện này rất thú vị nếu ngươi bỏ lỡ sau này khẳng định sẽ hối hận Ngô Diên đại nhân quan phụ mẫu của trấn nhỏ các người lúc này đang xung đột với các lão gia lễ bộ có phẩm trật cao hơn, người đứng trên thang là lễ bộ Hữu Thị Lang, được coi là trọng thần chính nhi Bắc kinh của đại ly. Ở bên kia chắc là Tống đại nhân quan gám tạo tiền nhiệm, lấy chuyện tấm biển ra để vỗ ngực tranh công với người ta, nói là chắc chắn mang tấm biển về quê nhà, mang về quê nhà thì không dám nói, nhưng đưa đến nha môn lễ bộ khẳng định là ván đã đóng thuyền thế là lên làm lang trung chính ngũ phẩm cho nên lần này các lão gia của lễ bộ thừa dịp chuyện sắc phong sơn thần hà bá danh chính ngôn thuận tới đây thu đồ bên kia là ngô đại nhân độc chiếm tất cả bảo bối của trấn nhỏ coi là của mình vừa nghe nói là có người muốn lấy đi vật cổ quý giá còn sót lại không nhiều của trấn nhỏ làm sao mà chịu đáp ứng lui một bước mà nói cho dù trong lòng nguyện ý bịt mũi mà chịu nhưng phải biết rằng các lão hồ ly của bốn họ mười tộc đang đứng bên cạnh chế diễu nếu hắn lúc này nhát gan chắc sau này rất khó lên làm ra ra của những đại tộc môn hộ này tuyên chỉ hai miếu văn võ vốn đã không thông thuận khẳng định sẽ thất bại trần bình an nghiêm túc nghe thiếu niên giảng giải xong thì hỏi ngươi rốt cuộc là ai vì sao lại biết nhiều thế thiếu niên vươn một ngón tay ra chỉ vào mình cười nói Ta á ha ha ta không phải là mệnh quan triều đình đại ly ta họ thôi tên sàm chữ sàm hơi khó viết rất là phiền ngươi không cần phải bận tâm trần bình an nhìn thiếu niên thiếu niên thần sắc tự nhiên cười nói tuổi của ta lớn hơn ngươi cho nên ngươi có thể gọi ta là thôi sư bá trần bình an cười cười thiếu niên cũng cười theo hai tay nhẹ nhàng vuốt má không sao ta còn có tên hiệu dễ gọi hơn là tú hổ Nhìn thiếu niên cười tủm tìm, Trần Bình An cảm thấy khẩn trương, thân thể căng thẳng, hoàn toàn không tự chủ được. Lúc trước sinh tử giao chiến cùng Thái Kim Giản, Phù Nam Hoa, Trần Bình An thật ra là tiếp cận bọn họ, tâm vẫn như nước lặng, chẳng sợ sau đó cùng bàn sơn viên chính Dương Sơn Dây Dưa, sau đó bị đuổi giết, Trần Bình An đại khái là từ đầu đã tâm có hẳn phải chết, tuy sau này nghĩ lại trong lòng vẫn cảm thấy sợ, nhưng trong lúc giao thủ, mặc kệ tính mạng như chỉ mảnh treo chuông như thế nào, Trần Bình An thật ra không có khẩn trương đương nhiên cũng có thể căn bản là còn không được. Một lần khẩn trương duy nhất ký ức khắc sâu là cùng bạn cùng lứa tuổi mã khổ huyền ở ngõ hạnh hoa, ở trận giao thủ thần tiên phân tranh thế lực ngang nhau kia. Trần Bình An thật ra lúc ấy trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Trần Bình An trực giác sâu sắc gần như là bản năng. Thôi xàm giống như đối với cái này cũng không cảm thấy bất ngờ. Thôi xàm nếu dám can đảm ở lão từ sơn, khiêu khích dương lão nhân sâu không lường được. Tuy nhiên không phải là kỹ xảo cố lộng huyền hư, nếu không cũng không đến mức làm cho binh gia thánh nhân Nguyễn Cung thần ở thập nhất lâu tâm sinh kiêng kỵ hắn đối với sự khẩn trương che giấu không được của thiếu niên dày rơm cố ý làm như không thấy rời đi tầm mắt mặt hướng tòa đại học sĩ phường cùng kinh thành đại ly rất có liên hệ xa xưa vươn một ngón tay thần sắc vẫn thân thiện ân cần như cũ giải thích nho giáo đương nhân bất nhượng đạo giáo hình ngôn tự nhiên phật giáo mạc hướng ngoại cầu binh ra khí khí trùng đấu ngưu bốn tấm biển mười hai chữ ẩn chứa thần ý mênh mông dư thừa của người viết còn có bốn vị thánh nhân lúc trước ở trong này ký lập quy củ tam giáo một nhà bọn họ cố ý lưu ở đây một bộ phận khí số Ngươi nhìn thấy vật trong tay vị thị lang đại nhân kia không, là chuyên môn dùng để tháp bi, mục đích là muốn mang tinh khí thần trong những chữ này tầng tầng lột xuống, đạo tháp bi thứ nhất khẳng định cùng chân tích tương tự nhất, hình chữ rất có thần, nhưng càng về sau, cách chân tích nguyên trạng càng ngày càng xa, giá trị đương nhiên sẽ càng ngày càng nhỏ, ta cảm thấy trừ bỏ bốn chữ mạc hướng ngoại cầu này ra, có thể miễn cưỡng chống đỡ 6 lần, ba tấm biển còn lại chỉ sợ đều chống đỡ không quá 4 lần, nhất là binh gia khí trùng đấu ngưu, giống như có hai chữ đã chết trước đó không lâu cho nên hai lần qua đi là có thể thu công. Trần Bình An có chút khiếp sợ, thì ra nơi này còn có nhiều môn đạo như vậy, chứ không chỉ sắp hàng ở trong sách, hoặc là viết câu đối xuân ở trên tường, hoặc là khác tên người đã qua đời ở trên mộ bia. Trần Bình An không khỏi nhớ tới chữ trên ấn chương mà Tề Tiên Sinh đưa tặng, cùng với phương thuốc của lục đạo trưởng trẻ tuổi. Thôi xàm tiếp tục nói, trang giấy làm tháp bi này, cực kỳ quý báu, mỗi một tấm đều dày như phiến gỗ, là bảo bối biệt châu đạo giáo chân cáo tông mới có, tên là Phong Nơi Tiên. Thời điểm viết chữ, ngòi bút cùng trang giấy ma sát, tạo ra từng đợt tiếng sấm nổ mạnh hoàng đế bệ hạ của chúng ta cất trong kho cũng không nhiều lắm bình thường căn bản luyến tiếc dùng ngưỡng nhiên lấy ra khao thưởng công huân đại thần hoặc là cuối năm ban cho mỗi một nha môn trong lục bộ cho nên lần này lễ bộ đối với chữ này là chí ở nhất định phải có vị tiểu ngô đại nhân tiền đồ rộng lớn của chúng ta tâm tư quá nặng các mặt đều muốn lấy nắm ổn nhám trường ở trấn nhỏ về sau sẽ khắp nơi vấp phải trắc trở nơi khác diệt môn thái thú phá ra huyện lệnh đến nơi này coi như là không dễ trần bình an nghe thiên thư vậy tuy thiếu niên bên cạnh khẩu khí rất lớn nhưng mà trần bình an không cảm thấy hắn là đang nói hưu nói vượn thiếu niên mi tâm điểm chu sa nói mình không phải quan viên đại ly không giống như giả bộ nhưng lúc ấy xuất hiện ở cửa hàng thợ rèn lại đi theo ở bên cạnh đốc tạo quan ngô Diên, nguyễn tú nói có khả năng là thư đồng của ngô đại nhân cái gọi là thư đồng chính là người mà khi công tử trong nhà đi ra ngoài học thì ở bên cạnh mang dương sách nhưng trần bình an hiện tại có thể xác định vị thiếu niên thanh tú tự xưng tên hiệu tú hổ trước mắt này tuyệt đối không đơn giản cách nói năng kiến thức cũng tốt phong nhã khí độ cũng thế so với trưởng tôn trần tùng phong quận long vĩ cùng thiếu chủ phủ nam hoa lão long thành đó là không kém ở trong ấn tượng của trần bình an trong những người mà hắn biết là thuộc về loại thực đặc biệt trong số đó ví dụ như diều lão nhân ở lò nung hàng năm trầm mặc ít lời ngẫu nhiên nói chuyện quá nửa chính là mắng người nhưng mà mỗi lần diêu lão nhân vào núi cả người tinh thần khí liền phá lệ tốt sẽ cho người ta một loại cảm giác so với nam tử thanh tráng còn có khí lực khỏe mạnh hơn lại ví dụ như dương lão nhân hiệu thuốc dương gia nói lời thực quan hệ với người có kém cũng sẽ không làm gì ngươi nhưng mà quan hệ với người cho dù tốt cũng sẽ không cố ý thêm cho người cái gì còn có chữ diêu chữ cô nương vừa nhận thức không bao lâu trên người cũng mang theo một cỗ anh khí cùng với mã khổ huyền ngõ hạnh hoa vừa lộ ra gương mặt thật chính là đầy người nghệ khí cùng lệ khí thôi xàm tên hiệu tú hổ này cũng là như thế tồn tại giống như so với phù nam hoa thái kim giản đám thần tiên tử đệ này càng cao cao tại thượng hơn trần bình an thậm chí cảm thấy chẳng sợ tệt sang chân quân ở trước mặt hắn thôi sảm ánh mắt sắc mặt vẫn là không chút để ý như vậy đương nhiên nếu so sánh mà nói thì chỉ có phong lôi viên lưu bá kiều là có thể cùng so sánh thiếu niên đột nhiên cười hỏi trần bình an ngươi có thể đưa ta đi nhà của tống tập tân một chuyến hay không trần bình an trong lòng căng thẳng ra vẻ tùy ý hỏi nhưng bài phường bên này còn chưa có xem xong mà thời điểm thiếu niên nọ cười nhau mắt lại giống một hồ tiên tuấn mỹ cả người lẫn vật vô hại biết ngươi đang lo lắng tại ý đồ gây rối nói thật cho ngươi biết ta cùng đệ đệ tống tập tân rất quen thuộc hắn rất ngạc nhiên ca ca của mình ở trấn nhỏ này hơn 10 năm, đến cùng là cuộc sống như thế nào, nên phó thác ta nhất định đi xem tận mắt, sau khi trở lại kinh thành thì nói với hắn. Trần Bình An hỏi, hắn nếu là thân huynh đệ cùng tống tập tân, sao không thể tự mình hỏi, thiếu niên búng ngón tay, tán thưởng nói, Trần Bình An người thật thông minh, nhanh như vậy đã tìm ra nỗ hồng, Trần Bình An có điểm theo không kịp ý nghĩ người kia, thiếu niên dai dai mi tâm, bất đắc dĩ nói, hắn cùng ca ca che mặt tống tập tân kia, bởi vì cha mẹ, khiến cho huynh đệ còn chưa có gặp mặt thì quan hệ đã rất kém chuyện xấu xa trong môn đình phú quý là nhiều giống như chuyện lông gà vào tỏi trong ngõ nên bình ngõ hạnh hoa vậy đều rất nhiều cho nên người cần thông cảm một chút trần bình an cười hỏi nếu ta không đáp ứng người có phải sẽ tìm ta gây phiền toái hay không thiếu niên vẻ mặt nghi hoặc sau đó chỉ vào mũi mình đầy tủi thân uất ức nói ta như là hạng người cùng hung cực ác ngươi nhìn ta trừng mắt mà nhìn kỹ xem ta như là loại người một lời không hợp liền muốn giết cả nhà người ta sao bạn đang xem kiếm like tại kênh youtube di các phim trần bình an thành thật trả lời nhìn là không giống thiếu niên hít một hơi khí lạnh lời này sao lại giống như không nghĩ như vậy hắn hai tay khoanh ở ngực hử lạnh nói ngươi không muốn đưa ta đi ta tự mình đi hỏi đường trần bình an hỏi ngươi không có chìa khóa ngay cả sân cũng vào không được đi xem cái gì thiếu niên trên mặt hiện ra vẻ mặt chọc đánh trần bình an ngươi quá trẻ tuổi mỉm cười không nói trần bình an đối với loại tươi cười này là quen thuộc có thừa lưu tiện dương cùng cố sán thường xuyên có Trần Bình An thở dài ta đưa người đi ngõ nê bình, sân người cũng đừng trèo tường vào, chỉ có thể đưa người tới cửa. Thiếu niên vỗ vỗ lên trên vai Trần Bình An sao không đi sớm đi. Thiếu niên xoay người xài bước rời đi, rời xa bài phường lâu người đông đúc, hắn đột nhiên dừng bước chân lại, quay đầu lại nhìn, Trần Bình An cõng cái sọt đang đi về phía hoàn toàn ngược lại. Thiếu niên có chút chật vật nhanh chạy đuổi theo, sau khi vào ngõ nê bình, thiếu niên nhìn trái nhìn phải, trực trực nói, thì ra đây là ngõ nê bình trong truyền thuyết à, tàng long ngọa hổ, gia nhân tài gia nhân tài mà, trăm năm sau, bỏ ngõ hạnh hoa, nhắm trường phố phúc lộc cùng ngõ đào diệp cộng lại cùng một chỗ, cũng do không được nơi này, thiếu niên nói lên ngôn ngữ thần thần đạo đạo này, thế mà tuyệt không làm cho người ta cảm thấy khó hiểu, một đường bước vào, thiếu niên thường thường sẽ nhảy lên vài cái, quan sát một ít cảnh tượng trong sân nhà phía sau tường thấp, Trần Bình An dẫn theo hắn đi vào cửa viện Tống Tập Tân chính là nơi này, thiếu niên đứng ở trong ngõ nhỏ, rất nhanh nhìn thấy câu đối xuân Tống Tập Tân tự mình viết, trước mắt sáng người, cảm khái nói đây là tòa nhà tống tập tân cùng vị tỷ nữ chị khuê kia ở hả chứ thật không tệ so với đệ đệ hắn ngộ tính là càng hơn càng xem càng thích nói xong thiếu niên bước đi tới sau khi kiễng gót chân liền muốn động thủ đi kéo cô đối xuân xuống trần bình an nóng này nhanh ngăn thiếu niên lại ngươi muốn làm gì thiếu niên vẻ mặt thiên chân vô tội tống tập tân đời này cũng sẽ không về lại nơi đây lưu trữ bộ câu đối xuân này gió thổi mặt trời chiếu dần dần biến mất còn không bằng ta lưu trữ cầm về kinh thành trần bình an kiên trì chính mình lắc đầu nói không được ở trước khi đến cuối năm đổi mới câu đối xuân, câu đối xuân đã dán lên là không thể xé đi, nếu không ra mồn sẽ dễ xui xẻo. Thiếu niên ồ một tiếng, mất mát nói, chấn nhỏ còn có chú ý này sao? Trần Bình An hỏi, muốn đi đến nhà của ta hay không? Thiếu niên khoát tay bỏ đi bỏ đi, nơi chỉ lớn như vậy, nhắm chừng ngay cả chén trà đều uống không được, đi thôi đi thôi. Đúng rồi, ngõ nhỏ này không phải là ngõ cụt chứ? Cứ đi về phía trước, có thể đi ra ngoài không? Trần Bình An cười nói, có thể đi ra. Thiếu niên đi nhanh rời đi không quên quay lưng về phía trần bình an nâng tay lên hưu hưu trần bình an nhìn theo thiếu niên kỳ quái rời đi sau đó trở lại nhà mình nhìn thấy chân tường cảnh hoài còn đó buông cái sọt từ trong phòng lấy ra một cái băng ghế ngồi xuống trần bình an đột nhiên đứng dậy nhanh chạy ra ngõ nê bình quả nhiên có một tên đang lén lút chạy trốn như bay trần bình an đi đến cửa nhà tống tập tân xem cô đối xuân đã bị trộm trần bình an đứng ở tại chỗ nhìn cửa viện hai bên vách tường trống trơn có chút nói không ra lời cười khổ nói cái tên này quá không phúc hậu Trần Bình An than thở đi trở về nhà mình, đã phát hiện Dương lão nhân không biết từ khi nào ngồi ở trên băng ghế kia, mồm thở ra sương khói. Lão nhân chậm rãi nói, tuổi còn trẻ, than thở làm cái gì, thật vất vả tích góp xuống một chút nguyên khí, cũng muốn tiết ra ngoài, người luyện quyền đa phần là như thế. Trần Bình An giật mình, trầm giọng nói, đã nhớ kỹ. Lão nhân hỏi, tiểu khuê nữ họ chữ kia, sao đột nhiên lại đi, hại ta buôn bán mất đi một mớ tiền nghênh xuân. Trần Bình An ngồi xổm bên cạnh lão nhân, lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng lắm chỉ biết chữ cô nương cùng một nơi tên là đảo huyền sơn có chức quan hệ dương lão nhân gật đầu cười nói đảo huyền sơn à đó là nơi rách nát đến chim còn không thèm ỉa là giao giới khẩu hai cái phương vì phòng ngừa hai bên lèn vào lung tung một đại trưởng giáo là đệ tử thứ ba của đạo tổ đã sử dụng thần thông càn khôn điên đảo dùng để uy hiếp ngoại tộc nói đến cùng đảo huyền sơn thật ra thủ đoạn khí phách thật sự cứng nhắc lão nhân bên trong ngôn ngữ vừa có châm chọc lại có buồn bã trần bình an đương nhiên không biết duyên cớ trong đó dương lão nhân hỏi người tính mua đỉnh núi trần bình an ở trước mặt lão nhân này cũng không giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo thành thật hồi đáp tính mua năm toàn núi bảo lục sơn thải vân phong cùng tiên thảo sơn ở phụ cận ba toàn núi của nguyễn sư phụ còn có hai tòa lạc phách sơn cùng trân châu sơn lão nhân cắt ngang lời nói của thiếu niên nếu mày nói ngươi vì sao lại mua lạc phách sơn là ai ám chỉ ngươi nguyễn cung không nên hắn rõ ràng không muốn liên lụy quá sâu với ngươi trần bình an nghi hoặc nói lạc phách sơn rất kỳ quái sao lão nhân do dự một chút trùng trùng phun ra một vòng khói thuốc, gật gật đầu trừ bỏ Phi Vân Sơn cùng Hương Hỏa Sơn, đều so ra không bằng tòa Lạc Phách Sơn này, nhưng trước mắt mà nói, chỉ sợ ngay cả đại ly Khâm Thiên giam địa sư cũng nhìn không ra, cho nên ít giá có thể sẽ không quá cao, ngươi xem như chiếm được tiện nghi bằng trời. Lão nhân ánh mắt sắc bén, trong vô hình tăng thêm giọng điệu ngươi còn chưa có nói vì cái gì lại mua nó. Trần Bình An lúng túng nói, thời điểm xem bản đồ, đỉnh đầu rớt xuống một chút phân đà điều, vừa vặn rơi ở trên ba chữ Lạc Phách Sơn trước kia diêu lão nhân luôn nói trong sơn thủy có thần linh nhìn không thấy ta cảm thấy có duyên phận hơn nữa lúc ấy thật sự không biết nên mua đỉnh núi nào liền lung tung quyết định mua nó lão nhân sau khi nghe được diêu lão nhân ánh mắt sau xương khói trắng xóa có chút phức tạp gật gật đầu nếu là như thế cũng miễn cưỡng nói thông được trần bình an cười hỏi nguyễn sư phụ đã đáp ứng giúp ta đi mua năm tòa núi nọ như vậy ta là mua buôn bán lời dương lão nhân ừm một tiếng nhẹ giọng nói kiếm được lão nhân có chút nghi hoặc quả nhiên là bởi vì không có hạn chế quy củ ly châu động thiên trần bình an vận khí bắt đầu phủ cực thái lai trần bình an đột nhiên nhớ lại một sự kiện thiếu niên mi tâm có hạt kia nói mình họ thôi tên hiệu tú hổ còn nói ta có thể kêu hắn là sư bá dương lão nhân không nói gì quả thế đại ly quốc sư thôi xàm, tuy không có quan thân cũng là lãnh tụ trên danh nghĩa toàn bộ luyện khí sĩ vương triều đại ly nghe nói còn là quốc thủ cờ vây có thể đếm được trên đầu ngón tay của đông vào bình châu nhưng mà chuyện sư bá là từ đâu nói lên lão nhân đứng lên nhắc nhở giữ lại bốn cái ấn chương tề tiên sinh tặng ngươi cho tốt nhất là cái có chứa chịu tịnh kia cẩn thận giấu cho tốt thôi sàm này cũng tốt nhưng sau gặp bất luận kẻ nào ngươi cũng không cần sợ đương nhiên cũng đừng dễ dàng khiêu khích chỉ cần nhớ kỹ một điểm ngươi sau khi thành công mua năm toàn núi nên tĩnh không nên động cho dù là cục đuôi làm người đều sẽ không sai trần bình an cẩn thận cân nhắc một phen gật mạnh đầu nói nhớ kỹ rời khỏi ngõ nê bình chật hẹp âm u đi ở ngõ nhị lang rộng lớn sáng ngời thiếu niên mặt mày linh động bước chân nhẹ nhàng tay áo đông đưa, tay cầm bộ câu đối trộm từ đầu tường ngõ lên bình. Một vị nam tử cao lớn vốn nên xuất hiện ở sở quan nhà đốc tạo, lúc này đứng ở ngoài cửa, đã chờ rất lâu, vẫn luôn nhắm mắt nín thở ngưng thần. Sau khi nghe được tiếng bước chân, mở mắt nhìn thấy vị thiếu niên quen thuộc lại xa lạ kia, vội vàng nghiêng người, trụm tay đứng, giọng cung kính nói, tiên sinh, đốc tạo, đôn đốc chế tạo thiếu niên ửm một tiếng, tùy tay đem câu đối giao cho ngô diên, lấy ra chìa khóa mở cửa, vừa muốn bước qua bậc cửa, đột nhiên lui lại một bước, một lần nữa kéo lại hai cánh cửa sân Ngô Diên thiếu chút nữa va vào lưng tiên sinh nhà mình vị quan phụ mẫu huyện Long Tuyền này vội vàng lùi lại mấy bước có chút kỳ quái bởi hành động của tiên sinh thiếu niên tên là thôi xàm cho hai tay vào trong tay áo hướng hai vị môn thần vẽ màu biểu biểu môi tổ tiên vị cha vợ kia của người treo ngay ở chỗ này à uy phong nhỉ cách nói mất tự nhiên đến cực điểm này khiến Ngô Diên to đầu một phen hắn tuy không ngờ với cha vợ mang danh hiệu thượng trụ quốc kia nhưng với vị thi tử chưa cưới về kia thật sự là tình đầu ý hợp là một đôi xứng lứa và đôi có tiếng của kinh thành đặc biệt là một vị thư sinh nhà nghèo anh tuấn tiêu sái đọc đủ thứ thi thư đi kinh thành thi rất hoa cử lại thắng được trái tim của người đẹp ở dưới tình thế không được mọi người coi trọng đoạn nhân duyên này một hơi trở thành thân truyền đệ tử của đại ly quốc sư danh chấn triều dã nháy mắt lan truyền thành câu chuyện đẹp dẫn tới kinh động hoàng đế bệ hạ hạ chỉ ở dưỡng chính trai triệu kiến ngô diên ở sau đó cha vợ tương lai liền mở một mắt nhắm một mắt đối với ngô diên không tuyên bố với con gái muốn đánh gãy ba chân của ngô diên nữa Thôi Sàm bước qua bậc cửa, thuận miệng nói, "Ta vẫn luôn tự hỏi một vấn đề, lời thề son sắt của nho gia chúng ta chân tín minh nghĩa, dùng đức báo công, không làm gì mà chỉ thiên hạ, rốt cuộc có cơ hội thực hiện hay không?" Ngô Diên thấp giọng hỏi, "Tiên sinh nghĩ ra đáp án chưa?" Thôi Sàm bĩu môi rất khó, Ngô Diên nghẹn lời, Thôi Sàm cười hỏi, "Có phải cảm thấy hỏi câu thừa thãi hay không?" Ngô Diên thành thực trả lời, "Có một chút." Đại khái là đối thoại giữa thầy trò, nhất quán thẳng thắn thành khẩn với nhau như thế, Thôi Sàm cũng không giận, chỉ liếc Ngô Diên một cái. Tiếc Hận nói, thế gian rất nhiều chuyện, quý không ở kết quả, mà ở quá trình. Ngô Diên cố lấy dũng khí hỏi, tiên sinh có thể nêu ví dụ hay không? Thôi xàm vừa dẫn Ngô Diên đi về phía cái bàn vuông lớn sơn son dưới tấm biển chính sảnh, vừa nói, ví dụ như người và thiên kim tiểu thư nhà viên thượng trụ quốc, hôm nay ân ân ái ái, triền triền miên miên, nắm bàn tay cũng có thể vui vẻ vài ngày, nhưng mà đợi tới ngày nào đó cuối cùng đem nàng ấy cưới hỏi đàng hoàng. Sau khi lên giường thần tiên đánh nhau một phen, người rất nhanh sẽ cảm thấy mất mát, thì ra cũng chỉ có vậy mà thôi ngô diên nhe răng trợn mắt lời này không có cách nào tức được thôi sàm ra hiệu ngô diên tự mình tìm vị trí ngồi xuống bản thân tiếp tục đứng ngửa đầu nhìn về phía tấm biển kia nói những ngươi sẽ vì kết quả không thú vị này mà bỏ qua cơ hội quấn chăn với đại tiểu thư viên ra sao hiển nhiên sẽ không bản thân thôi sàm cũng cảm thấy cách nói này không hợp thời lắm vậy ta liền đổi cái cách nói ví dụ như tu hành luyện khí sĩ tầm thường mục tiêu khẳng định là trung ngũ cảnh thiên tài một chút sẽ lựa chọn thượng ngũ cảnh lại ví dụ như làm quan dã tâm nhỏ nhập lưu phẩm là được rồi chí hướng lớn là làm hoàng tử công khanh sau đó ở trên đường lên núi dài đằng đẵng rất nhiều người sẽ luôn ngẩng đầu chăm chú nhìn phong cảnh đỉnh núi bên người cây cối xanh um dưới chân hoa xuân rực rỡ đều không nhìn thấy cho dù nhìn thấy cũng sẽ không nghỉ chân thưởng thức Ông phí thánh nhân ân cần dạy bảo trời đất có vẻ đẹp to lớn mà bỏ qua ngô diên lâm và trầm ngâm thôi sàm đột nhiên cười ha ha ngươi ngay cả loại đạo lý giám chó này cũng tin tưởng thứ không có ý tứ nhất trên đời này chính là đạo lý Ngô Diên bất đắc dĩ nói, nếu là trước kia, ta khẳng định sẽ không suy nghĩ sâu xa ở trên loại vấn đề này, nhưng tiên sinh lần này xuất quan, đầu tiên là thay đổi bộ trang phục và đạo cụ này, lại u u cạc cạc muốn tới trấn nhỏ này gặp cố nhân, đệ tử thật sự không nắm chắc được. Thôi giảm cười xong, lời biếng tựa vào trên cái ghế rộng nói đi thì phải nói lại, đạo lý lớn này không hoàn toàn là nói lời thừa, ta tuy trọng công lao sự nghiệp mà khinh học vấn, nhưng cái này không ý nghĩa chuyện học vấn, thì không cần dụng tâm đối đãi, nói câu thực tế nhất, phàm phu tục tử không bỏ công phu, lực lượng lớn nhất đi cố gắng làm thành một sự kiện căn bản là không có tư cách đi nói chuyện gì thiên phú hay không có thiên phú một ngón tay của thôi sàm nhẹ nhàng gõ gõ chỗ để tay của ghế dựa sắc mặt bình thản thong dong bìm cười nói chỉ có người sau khi thật sự cố gắng mới có thể sinh ra ý niệm tuyệt vọng đối với người có thiên phú thật sự lúc đó sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ rời nước mắt nói cho mình thì ra ta là thật sự không so được với tên thiên tài kia ngô diên cười nói đạo cờ vây toàn bộ danh thủ quốc gia đông bảo bình châu cờ hòa đợi chiếu nghĩ hẳn đều là lấy loại tâm tính này đối mặt tiên sinh thôi sàm giật giật khóe miệng nhưng ở có một số việc tiên sinh kỳ tài ngút trời như ta cũng vẫn dùng loại ánh mắt này đối đãi một số người nào đó ngô diên lắc đầu nói đệ tử không tin thôi sàm vươn ngón tay gõ gõ đốc tạo quan đại nhân đầy người chính khí cười hi hi nói tiểu ngô đại nhân phép kích tướng này dùng vụng về rồi nha ngô diên cười ha ha ôm quyền chắp tay xin tha tiên sinh đợi nhãn như đuốc khóe mắt ngô diên thỉnh thoảng xẹt qua một vị thiếu niên chất phát ra thịt trong suốt hắn ngơ ngác xin ngốc ánh mắt trống rỗng, ngồi ở trên băng ghế nhỏ bên cạnh sân nhà cách đó không xa, hai tay nhẹ nhàng đặt ở trên đầu gối, hơi ngẩng đầu lên, tư thế như ếch ngồi đáy giếng. Thật ra Ngô Diên vừa rồi vào phòng đã thấy được hắn, liền cảm thấy toàn thân không thoải mái, nhưng tiên sinh đã không muốn chủ động mở miệng, hắn không tiện hỏi gì cả. Ngô Diên nhìn về phía bộ câu đối xuân trên bàn, cầm về một tấm cẩn thận quan sát, ngẩng đầu hỏi, tiên sinh, bộ câu đối này là ai viết? Người này rất thú vị, thôi xàm ngắp một cái, đổi cái tư thế thoải mái lười biếng hơn giúp ở trong ghế dựa tạm thời vẫn tên là tống tập tân đi nhưng nhắm chừng qua vài năm nữa sẽ sửa về cái tên cũ bị gạch đi kia trên hồ sơ của tông nhiên phủ tống mục ngô diên lập tức cảm thấy câu đối nhẹ bẫng này thật sự vòng tay hắn nhịn không được hỏi tiên sinh lấy câu đối xuân này làm gì thôi giảm cười nói cho vị sư huynh bảo bối kia của người tăng thêm chút kiến thức đỡ thường xuyên nói ta lại ỉ vào lớn tuổi mới có thể viết chữ đẹp hơn hắn bây giờ tốt rồi câu đối xuân này là anh em song sinh của hắn viết ta không tin hắn còn có thể tìm được lý do gì nữa ngô diên nghĩ nghĩ nhịn cười thấp giọng nói ví dụ như tống tập tân ở nơi hương giã cả ngày không có việc gì làm chỉ để ý luyện chữ cho nên cần cù bù thông minh cho nên chữ viết ra liền tốt hơn chút vẻ mặt thôi sàm đầy kinh ngạc vậy cũng được ngô diên cười gật đầu tiểu sư huynh làm ra được thôi sàm lắc đầu nói nói ngàn nói vạn vẫn là đánh ít quá quy củ từ trước tới giờ là ra từ côn bồng ngô diên đem câu đối xuân kia đặt lại trên bàn tùy ý nói tiên sinh của tiên sinh ngươi nhất định rất trọng quy củ, Ngô Diên trước nay không biết tiên sinh nhà mình theo học từ nơi nào, thậm chí ngay cả văn mạch đại khái truyền lưu cũng không rõ ràng lắm, chỉ sợ toàn bộ đại ly, người biết được việc này có thể đếm được trên đầu ngón tay, thôi xàm đột nhiên hơi ngồi thẳng người lên sai rồi, tiên sinh dạy ta, không khác lắm với ta dạy cho các người, giống nhau, cho nên tiên sinh của ta mới dạy dỗ ta tên đệ tử như vậy, quên nguồn quên gốc, làm người quên gốc, ừm, còn có khi sư diệt tổ, Ngô Diên cho rằng mình nghe lầm, thôi xàm lạnh nhạt nói, ngươi không nghe lầm thôi giảm rụi cái lưng mỏi lúc ta theo học còn chưa cấp tiến như bây giờ chỉ dám đưa ra nghị luận học vấn công lao sự nghiệp kim cả hai thứ tiên sinh liền thưởng ta tám chữ tao thế phong nhật hạ chi tội khôi họa thủ đầu sỏ gây nên thói đời ngay sau thôi giảm càng lúc càng ngồi thẳng người nhìn thẳng vào mắt đệ tử mình ở đối diện ngươi biết chỗ đáng giận nhất là cái gì không là vị tiên sinh này của ta không đợi ta nói hết để tài thảo luận đã ngắt lời ta tiên sinh luôn luôn lấy nghiên cứu học vấn nghiêm cần chứ danh trên đời thậm chí không muốn vì vấn đề này nghĩ thêm một ngày một canh giờ một nén nhang, đều không có, liền trực tiếp cột cho ta tám chữ đó. Ta có sư đệ, mỗi lần hỏi tiên sinh nghi vấn khó khăn của kinh điển, tiên sinh tất nhiên mỗi lần như kỳ thi dài, dốc lòng dạy bảo, sợ xuất hiện chút lệch lạc, một lần trong đó, ngươi có biết tiên sinh nhà ta suy nghĩ bao lâu, mới cho hắn đáp án không? Thôi xà vươn một ngón tay, ngô diên tận khả năng suy nghĩ về phía nhiều hơn, thăm dò nói, một tháng, giờ khác này, đại lý quốc sư lấy diện mạo thiếu niên thanh tú xuất hiện trên đời, sắc mặt cổ quái đến cực điểm, tựa cười mà không cười giống khóc mà không phải khóc 10 năm. Ngô Diên nứt nứt nước miếng, cũng không dám nói thêm một chữ, thôi giảm thở ra một hơi nặng nề, tự diễu, cố nhân chuyện xưa đống giấy lộn, không sao cả, huống chi nếu có không không sao cả, lại có thể như thế nào đây? Thôi sàm đứng lên, thu hồi cảm xúc phức tạp hiếm thấy đó, nói với Ngô Diên, hôm nay bảo ngươi tới nơi này, là muốn ngươi gặp một người, ta bận chút chuyện trước, ngươi ra cửa chờ, Ngô Diên như được đại xá, đứng dậy rời khỏi, thôi sàm đi đến bên cạnh thiếu niên si ngốc dung mạo tinh xảo kia, ngồi xổm xuống phía sau chống cầm, như là đang tìm tì vết. Giữa trời chiều, Ngô Diên mang theo một nam tử đội nón đi vào đại sảnh. Thôi Sầm lúc này mới đứng lên, nói với hai người bọn họ, người một nhà, tùy tiện ngồi. Sau khi người nọ ngồi xuống, nhẹ nhàng tháo cái nón, lộ ra một khuôn mặt anh tuấn lại tái nhợt có nét bệnh tật, tinh thần khí toàn thân cực kỳ không ổn, như là bị thương nặng, ho khan không ngừng, tản mát ra mùi máu tươi thoang thoảng. Sắc mặt Ngô Diên ngưng trọng, thôi minh hoàng của thư viện quan hồ. Sau đó Ngô Diên nhanh chóng nhìn về phía tiên sinh nhà mình, thôi Sầm thôi minh hoàng đại lý quốc sư thư viện quan hồ chẳng lẽ ra đầu ngô diên phát tê trong lòng chấn động bắt đầu lo lắng nhà mình có thể còn sống rời khỏi tòa nhà này hay không tiên sinh giết người câu treo cửa miệng là làm việc theo quy củ nhưng vấn đề là luyện khí sĩ của đại ly vương triều hầu như không ai có thể lý giải quy củ của tiên sinh cho dù là ngô diên loại đệ tử đích truyền này cũng chưa bao giờ dám cho rằng mình thật sự hiểu biết tâm tư của tiên sinh thôi xàm chuyển cái ghế dựa đến bên cạnh thiếu niên chất phác đưa lưng về phía ngô diên và thôi minh hoàng cười nói, không cần khẩn trương, một vị là con em gia tộc ta không dễ gì thưởng thức, một vị là môn sinh đất ý có hy vọng kế thừa y bát của ta, cho nên hai người các người không cần đoán đi đoán lại, có thể nghĩ sự tình về hướng tốt đẹp. Ngô Diên to gan, hỏi, tiên sinh ra từ thôi thị, thôi sàm không để ý tới, thôi minh hoàng cười khổ nói, sư bá tổ đã sớm bị thôi ra trục xuất tông tộc, còn hạ lệnh sinh không cùng tổ đường, chết không cùng phần mộ, sắc mặt ngô Diên âm tình bất định, thôi sàm từ đầu tới cuối chưa quay đầu, cười nói, yên tâm, những chuyện cũ bẩn thiểu đó hoàng đế bệ hạ anh minh thần võ của chúng ta ngay từ đầu đã biết đúng rồi thôi minh hoàng bất cứ vấn đề kế tiếp nào của ngô diên người không biết thì thôi biết thì nói hết ngô diên khẽ động tâm trực tiếp hỏi một cái vấn đề lớn nhất tề tĩnh xuân chết là bút tích của tiên sinh thôi sàm không muốn mở miệng nói chuyện thôi minh hoàng sắc mặt như thường trả lời tề tĩnh xuân trước đó từng nhận được một phong thư mật đến từ thư viện sơn nhai người viết thư nói cho tề tĩnh xuân vị tiên sinh công đức lầm kia tự nhốt ở tòa học cung nào đó của bọn họ thật sự đã chết. Ngô Diên nhíu nhíu đầu lông mày, đây là một việc bí mật to lớn hắn chưa từng nghe nói, nhắm chừng là tin tức chỉ có nhân vật làm chủ ba đại học cung cùng 72 thư viện nho ra mới có tư cách biết được, nhưng một ít tin đồn khác, Ngô Diên giống với rất nhiều hạt giống xuất thân thế tộc đọc sách, phần lớn có nghe nói, nhưng ngắn ngủn trăm năm, vị thần tượng thứ tư năm đó được tôn kính ở văn miếu nho giáo, đầu tiên là từ vị trí văn thánh rút xuống chuyển đến hàng ngũ 72 người phụ lễ thánh hiền sau đó từ trên vị trí người phụ lễ thủ hiền không ngừng lui về phía sau thẳng đến đội sổ ở thời gian đầu xuân năm nay càng bị hoàn toàn đưa ra khỏi giáo văn miếu không chỉ như thế có người ý đồ vụng trộm đem hắn cung phụng ở trong một tòa đạo quan lại bị phát hiện cuối cùng bị một đám gọi là dân chúng vô tri đầy đồ đập nát văn chương kinh điển sáng tác tâm huyết suốt đời của vị thánh nhân này trên dưới triều giã tất cả cấm tiệt tiêu hủy luật pháp chính sách thi hành bị các đại vương triều xô ngã toàn bộ tục danh cắt bỏ từ trong chính sử kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé cảm ơn mọi người